Đây, hot game. Private William. Thiên tai này. Sang này. Mình này. Ờ chị chưa xong được. Em à chị. Có chết chết. Mẹ. Kêu là kêu kinh nhé. Chị xúc phạm em rồi. Ê, 3 trên 4 rồi kìa. Mẹ. Mình giỏi đúng không? Cái đồ con kỳ nó kêu kinh quá. Miêu thích nó luôn. Mấy con kiểu kêu như là kinh dị. Vừa phải đấy. Cô đen sầu lâu vậy. Vào chưa? Ông kia vào chưa? Ở ngoài nhìn mấy cái lòng cổ chị, nhìn như chát quỷ luôn chị. Lo chị Phương đi. Còn ai đây? Chị được nhận phần thưởng chị. Ờ. Mập mới chị chịu. Chị đây này. Đó. Mấy đứa đâu rồi? Đứa đây. Ơ là... sao mấy đứa là kiều à? Nghe mãi rồi thì cho làm kiều đi. Ơ sao mấy đứa lại là kiều? Em chả biết, nó tự nhiên mới vô nó cho em thành kiều luôn. Chết rồi. Hay là chị phải chống lại mấy đứa à? Ôi dám lắm à. Em ơi. Hay là con này nó chơi. Chúng tôi đơn giản là kiều nè. Chết rồi. Mẹ không chơi kiểu một người chống lại nhiều người đấy nhá. Đâu rồi? Ôi chào chị. Trời ơi. Tôi đứng yên chị, đứng yên chị. Đứng yên, quay đứng yên ơi. Để tao rửa ơi. Xem gameplay nào. Yeah. Gọi nhóm của bạn và ủi tấm vào. Bởi vì nó chắc là hợp nhất để cản đường bạn trong cuộc chạy đua. Chạy gỗ và đuổi các con về chuồng để hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn luôn, chị Phương bị kẹt luôn. Hãy sẵn sàng cho một chuyến đi ôm ấp chúng mở rộng dần. Ôi dịch kiểu này khó hiểu lắm. Sao mấy đứa lại là thành kiều mà chị lại là người? À vậy nè, có nghĩa vậy nè, tụi mình là cừu và tụi mình sẽ là con vật cũng như thức ăn dự trữ chị Phương, hiểu không? Ê chua. Ây dìa. Hawaii Dino. Đoạn này. What the hell? Qua đây, qua đây. Đi chứ. Cần 10 sao, cần 10 sao. Chắc là cần 10 sao, vậy là phải đi kia, Oh shit. Vậy là phải chơi từ map đầu rồi. Chắc map này này. Rồi map này vậy. Next level này. Đây, bây giờ mới làm người, khổ quá. Tôi đâu rồi? Đấy, ôi con, con gái nhá. Ôi chào chị. Ôi, thằng Khang nhìn trông biến thái lắm, đẩy Khang đi. Trời ơi, ông mình cả ông bố danh kìa, khiếp đen quá, cao to đen hôi lắm. Đấy đúng rồi, Khang để kiểu kia rất là biến thái, trông kiểu mặt làn da. Đấy, tôi nữ là chuẩn rồi. Rồi. Ông mình chọn một đại một cái đi. Bốn người khác nhau rồi được. Rồi, ok, ready. Em thanh lịch không chị, thanh lịch không? Giơ tay, bố tay đâu rồi? Bố gần ơi. Bố tay như là thỉnh thoảng bị bay ý. Mạng sao ấy? Bị gắn hả bố gắn? Không, thỉnh thoảng mạng bị đứt thế nào ấy. Lúc nãy chơi là bà là bố gắn. Pick up, ờ à, đây, ma con cứu hút vào trong này. Ok. Rồi, ok. Thôi, skip luôn. Cô. Cố lên. Là cô. Yeah, start game. Rồi, 2, 1. Nhảy qua đôi, nhảy qua đây. Ôi kẹt rồi. Ôi kìa. Cô. Đi theo. Rồi. Tương tương lai của mấy con cừu này trong nồi em. Ôi nó hút tôi xuống dưới rồi. Đó, nhảy hết. Ơ, mang vào đâu đấy? Tại dục vậy chị? Mang vào đâu? Mang vào trên đây chị. Chị mang nhầm. Cô này. Ôi, chơi tay cầm. Không phải chơi tay cầm khó chịu. Để cái dạo ông cù á lại từng gặp. Ơ. Cái ở dưới. Chị ơi. Không phải cái ở dưới á. Chị Phương ơi. Gì? Chị nhìn cái phần ở dưới á, nó có cái nhiệm vụ á chị. Ờ, thấy rồi, 4 trên 7 rồi kìa. Rồi, vậy em chặt gỗ nha. Mọi người lấy cù em chặt gỗ nha. Đây, chị chặt cho. Ờ, rồi một con cù trắng nữa. Được rồi, nửa con da trắng mà chị. Không, tránh ra. Đây tôi nhặt rồi, à tôi chặt rồi, nhặt cây đi. Phối hợp, đoàn kết.
1,5 kìa. Mình chết là chết hết. Nhặt đi. Gỗ thì mang xuống dưới đằng này đúng không? Đi đằng cắt luôn. Ủa không phải đem rồi. Nhiều hơn một gõ được hả? Ship đi chạy nhanh. Kêu đủ chưa? Đủ rồi. Thế tôi vứt mẹ kìa đi. Ờ, còn không, cái cây kia kìa. Cây trắng ở dưới này, cây trắng ở dưới này cơ. Cây trắng hai cây màu trắng kia. Những cây trắng ở dưới này. Mình chặt à. Trời ơi. Rồi rồi đem. Còn một cái nữa. Cái tay chiến sĩ lực điện không vậy? Rồi, ủa hai bốn cây kia nữa hả? Ghê vậy. À, hết làm nhanh lên, làm nhanh lên. Nhanh lên. Hết thời gian bây giờ. Tránh ra con kiều này, không cần mày nữa. Bấm ship đi, chạy nhanh. Cái còn nữa vậy? Bắt cua. Con nhầm xuống bên này. Con nhảy xuống luôn, nhảy xuống luôn. Xong rồi. Kiều. Ôi trời lại còn mưa. Vừa đi vậy. Con cần kiều không? Con cần kiều không? 7 kiều à? Vừa đi vừa nhảy. Ai nè. Chị nhìn ở dưới ốc giá có phần spot á là nhảy muốn nhảy mà sao chị? Chị thấy không? Ờ còn hai con cụ kia thôi. Cây xanh nữa, cây xanh. Ôi nhầm cụ. Nó kể không sao. Cây xanh này. 30 giây. Chưa 35 giây. Sắp đường nhiệm vụ mới rồi chị. Con cụ kia đâu rồi? Bắt đây. Yeah. Rồi. Bóc dục. Còn kiều nâu nữa. Một cái kiều trắng nữa. Nó sao hết thời gian. Nhanh. Kiều trắng. Rồi. Rồi ba. Chưa ba sao chưa? Chưa. Mẹ rồi đây. Đấy. Rồi ba sao. Nhanh. Ba sao gì ơi, ba sao rồi. Lấy cây chặt đi. Vứt nè. Xong rồi. Xong rồi. Làm đâu easy. Bằng đầu mà chứ bằng sao là tôi chỉ nói đâu đó không. Sao kìa. Chém, đỡ sao đi. Chém. Ơ kìa. Mình bút để xem bà. Ủa cái gì vậy? Chúng ơi. À bóng mẹ. Chúng chết rồi kìa, ngồi sao được chết rồi mặt tôi. Nó không bảo. Bóng mẹ chụp hình rồi nè, lỡ bóng mẹ. Lỡ bóng mẹ thôi. Ơ bay mất bộ xanh bay rồi. Ủa em bay mà. Ủa em rồi. À đây này. Bộ xanh bay rồi. Xem còn ai không? Hỏi tới mày hai đi. Hỏi chung mình, Thôi tao hỏi của mày đi cho nói chuyện lại. Ok. Má trứng chưa tắm á nha. Tao nhảy lên đầu mày. Gì? 5L thì... À bắt mẹ để kêu này. Hết phơi mày, hết phơi. Một slot nè. Hết phơi quá chị ơi. Khiếp nghe kêu kinh thế. Hết phơi đó mà. Đuôi ngắn này. Mà khử còn khác là nó kêu khác không? Tiếng tỏ là mình nó bị cấm sần rớt rớt rồi nhỉ. Má tiếp chết. Có gì chơi mắt thứ ba vậy? Ớ tưởng mắt thứ hai. Tôi cứ em đứng rất điệu nhá. May không phải ngón tay thối. May không phải ngón tay thối. Còn cái lại còn cái nịt à. Pick up rồi xây cầu, ok. Ai xây cầu nó bắt cua được mà lo gì? Quy của tôi. Ủa phóng em được. À đây. À em hiểu rồi. Bắt cua được không? Thử bắt cua qua. Cua được không? Bắt cua được. Kêu em này ăn gian được mà. Cây đã đâu cây luôn. Đây. Không gian được. Được ăn gian được mà nè, con tao bắt cua nè. Đây, gỗ này. Gỗ này. Rồi lấy rìu chặt ha. Ê, tôi chặt. Tôi chặt nó rồi, mang ra đi thôi. Này, tan bằng cái chỗ này. Này thì cây. Đây. Khang làm việc đi Khang ơi. Khang ơi làm việc đi. Giúp team đi em.
Em bắt cù nha chị. Ờ. Rồi chị là nhất nha. Rồi, giúp tim đi em. Ủa chấm hỏi sao sao dục cũng được đâu ta? Đâu cái chỗ này rồi. Chơi game này là em không thể được chơi bằng tay rồi. Em phải chơi bằng chân. Ủa sao dục? Mình chặt cái trắng đấy. Ủa nãy giờ chưa... Đứng lại gần nó bị nó quật cho ạ. Ôi. Rồi bắt mày về luôn. Rồi cho nhanh. Mình đang chơi chơi. Bóc dục. Đây một con cừu nâu. Ủa sao không bắt cừu được ta? Nè. Được, em yếu quá vậy em không bắt cừu được chị ơi. Lấy gỗ để đây. Chặt đã. Này thì này bê gỗ về đây. Gỗ trắng này. Cần kêu con kêu. Này thì gỗ này. Rồi đủ rồi. Bốn gỗ đen nữa. Một đống gỗ trắng này. Đấy trời ơi. Ông kia lại còn bay xuống đất như vậy. Không nó mọc cái đúng đường bay luôn. Từ nha, để cái này sẽ ôi chặt gỗ tiếp. Ô hóa ra là bên kia là chưa cởi á. Mưa để che tầm nhìn á. Mò cò. Ê. Này. Đấy, cố vậy. Ui. Ờ còn nữa, còn con kia. Có 50 điểm rồi chị, nãy giờ chỉ đúng 50 điểm rồi nè. Ê. Tôi làm việc chưa đủ. Mới có 1 phút rồi chưa đủ rồi, chưa đủ 2 sao nữa. Đó. Chị ơi, chị có để ý là chị chăm chỉ đến nỗi mà chị chặn cái có thêm cái cây mọc lại không chị? Đấy. Nó mọc cái nó bay luôn. Quá chăm chỉ luôn. Thêm con trâu nữa. Ai đâu. À, nghe giọng mà không nhận ra nhận diện được rồi. Mình nghe có muốn bố ai biết. Còn chưa bao game này ngay thiếu một chân chặt cây. Bắt đây game gì? Lumber Hill. Đang ở để ở bên chat ấy. Có 2 ghi thôi. Ai à? Trời chị ơi, chị vừa rồi. Bút em cái gớt họ chị. Ờ. Chết rồi. Nhanh. Gõ hiếu gõ. Rồi, giúp team đi Khang ơi, giúp team đi. Ôi tính ra nãy giờ em tính ra nãy giờ em giúp team bằng tất cả công quyết của mình. Giúp team đi. Giúp rồi chị. Đi mệt rồi. Đừng ngồi chơi nữa. Đi nhanh cái chân lên. Đây này. Game này chơi như nào? Chị cứ về rồi vào nó có hết đây này, đang nhiệm lấy, vụ lấy cụ kìa. Nè, okay. Đây nó hiện nhiệm vụ như thế nào thì mình lấy như thế. Nhanh. Amazing kịp. Rồi. Kịp. Sao được chị? Này con này tính ra thì nó hơi giống Overcooked nhỉ, cũng cái kiểu đấy. Đi qua màn nhưng mà nó lại từng màn ấy. À, mình có kinh nghiệm lần này. Đứng đây để chụp ảnh. Ngồi đứng im. Quay mặt ra đây. Ok. Nó tránh ra cái thằng khác kia bất tỉnh. Đấy, thằng chó khác. Nó chê mình. Chó. Nó chê mình. Cái mặt nó mặt. Reward là gì đây? Cái gì vậy? À, new character unlock. Game hay lắm. Dễ chửi game nhau lắm. Game gì vậy chị? Lumber Hill. Rồi ôi, hai bạn em. À không, có gà chỗ kiều em ạ. Map này. Map này chưa đúng không? Hai con kiều. Đúng rồi. Ủa game này chơi chăn cù quá chị. Nhiều nhiệm vụ lắm. Nó vừa mới unlock một character nữa là cái gì. Ủa game này bao nhiêu slot chị? Ê có 4. Nhân vật nào em gọi waifu không? Ui thằng này. Đây tôi sẽ chọn nhân vật này. Waifu cái con khỉ gì nhìn đây này. Ôi thôi. Úi giời, siêu nhân. Lúc này có em nữ hoàng Ai Cập đây, Cleopatra đây. Chưa đủ trình waifu. Đấy Khang đấy. Đứng tay mông. Ê, nó sẽ lót không vậy? Ê,
Đang bị thiếu một slot đây này, khẩn trương đứa nào tải vào ngay đi khẩn trương. Đây 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 đây. Đốn à dập lửa đây, rồi. Đây đây đây. Dập lửa. À thế à? Mau vào luôn chơi để còn ra ngoài tạo lại, tạo lại. Ôi. Đây đấm vô. Nhìn thấy vậy cũng không được. Ai vậy? Chưa vào game đúng không? Đấy, đem vô. Tham minh chúa rồi. Rồi. Đấy, vào ra vậy. Ở đâu chị ESC. Đừng start game bộ, đợi mon vào đủ 4 người. Từ từ, nhắn tay cầm đó. Thấy số này. Của chị không nhận tay cầm mấy cây á. Nhưng mà bố Danh lúc nãy nó bảo là nó nhận. Của ESC em có nhận không? Chị đang phải chơi bàn phím. Mà là gì? Ủa? Được mà, hồi nãy em đứng được. Ủa đâu phải, chưa thử. Game này giúp team lắm, nãy giờ có mỗi chị cả mình được, là chỉ là... Khang được, giúp team. Mình đang ngồi cái tiền của tự vô lỗ nghe chị. Đấy rồi, đủ 4 người rồi, bắt đầu. Từ từ. Thấy cái đó. Em được nè, chứ đã cầm được nè. Thấy em cay, ơi mình ở dưới. Tôi chặt cây, tôi chặt cây. Nhiệm vụ ở dưới. Hai con cừu, vớt hai con cừu và chặt 5 cái cây. Ủa Khang, cái chỗ trái đâu? Ủa chỗ trái hả? À, chị ơi, mình cầm được cái hai con cừu luôn nha chị. À thế ạ, thế thì sẽ nhặt, có khi lại nhặt được hai, à cầm được hai cái gỗ. Để xem nào. Đâu, không bỏ đây không? Đâu nhớ có được. Một gỗ, thằng kiểu vớt. Bấm ship để chạy nhanh. Xong rồi nãy cầm được. Chị ơi, em đây đã cầm kia, không ship kia. Đấy, chỉ loanh quanh mấy nút thôi. Ôi chị... Đây... Chỗ bên kia thì là để... ấy... Cái này thì làm nào để lên? Ở cái vòng này à? Dài thế, thế mình đi chặt cây thôi. Oh no. Nhanh lên nào, giống như ông có khúc ấy. Khẩn trương, tránh ra. Giữ đi vừa nhảy. Rồi được rồi. Năm mấy cây. Ôi chết chết, tôi nhảy xuống rồi đi. Thằng Minh các bạn vừa đi vừa nhảy. Nhảy bẹ xuống vực rồi đi. Ủa? Này thì vừa đi vừa nhảy. Đây cây đây. Chặt đấy. Mặc về. Ông Minh bị bình. Mặc về. Mặc về. Cây đây. Gỡ cây hết. Cây nâu hay cây cây ấy. Hai cây luôn. Đây cừu đây. Được 150 điểm rồi. Cố lên. Lấy rìu quất nhau được nha. Cừu có vẻ dễ này tại vì nó toàn không được. Gỗ bên kia. Ô kìa. Chỗ này là chuồng cừu. Gỗ ở dưới đây này. Ok quen đúng rồi. Ủa phải chạy không? Chạy được nè. Ship có ship mà. Tay cầm đi nha. Tay cầm là cần chờ là có chạy có phải. Đây, tránh ra cột kỳ. Ừ, lùa cả con đấy. Một con B, một con mình lùa. Gỗ trắng chết rồi mọi người, có tập trung gỗ mà. Em qua đây, qua đây. Hay toàn cừu vậy. Cừu không hả, nó có ai phụ em đâu. Nè, bắt mấy con trâu rồi chị ơi. Còn thiếu một cái cây trắng kìa. À, thôi rồi. Chị Phương ơi, chị Phương. Rồi, cây coi chừng chị ơi, mới nãy có vài cây bị cháy chị đứng vô làm cho con cừu cháy theo. Đấy. Nó lại mọc lại mà thì nó lại ngồi. Ờ đúng rồi. Đây gỗ đen này mang ra đây. Cái thằng kia nó không giống tim. Cái thằng Leo Pháp ấy. Tao chém chết cái thằng cờ. Ôi tập em chết chị. Tao chém cái thằng cờ lê. Nè cây. Chạy cây đi. Mang về. Ê chạy cây ra. Chọn mấy cái cây mà ở gần chỗ này luôn. Này chạy cây ra nè. Vứt cái này đi. Người ơi coi chừng chị ơi. Đọc em chết nữa. Ta là thằng đỏ cơ mà. Đi. Mon. Xây là cây đỏ hình. Mon ơi. Ghê. Ta nhảy. Để. Cái cây này dai đi. Ok. Chặt lửa liền nha. Không có rảnh đâu, ta đang chặt cây mà. Ai chặt vô mấy cây một trắng thôi, một cây trắng nữa. Rồi, năm sau rồi. Một trắng nữa, hết trắng. Đây rồi. Đây, có trắng này. Cô đủ nè. Trắng bên. Rồi. Đủ trắng. Ê.
soi vô mặt chị. Trời ơi. Thằng Khang nó không làm gì cả, nó cứ bay cái thùng nước thôi. Đủ sao chị ơi, ba sao rồi. Ủa sao kìa. Nó không làm gì cả. Hết thời gian rồi, hết thời gian rồi. Phun này chị ơi. Ừ nhưng mà từ nãy giờ nó không làm gì cả, nó phun là vì mình ấy. Ừ, em phải dập. Kích thằng Khang ra để cho Tú gà vào. Trời tính ơi, chị ơi, từ dây. Cái này con bạn của em bị quen đường lắm chị ơi. Nãy giờ em lột hơi bị nhiều cù á. Mình thằng chó kia tránh ra. Tránh ra. Em có cái gì nè, em có gì nè. Tránh ra. Ô, oh, sao nè. Thằng bất tệ, tránh ra. Ồ. Full shot chưa, full shot chưa. Full mất rồi. Mon vừa vào tắm xong rồi, vừa full rồi. Đang định vứt thằng Khang ra. Mày không giúp team là bị vứt ra đi. Cái này chơi rồi đúng không? Hai sao. Bà thao nè. Mà này. Ủa, Túc chơi kìa chị ơi. Ủa chọn sao? Khang bay rồi à? Đâu chị, tưởng là Tú vô chơi em nào ai chân nó vô. Ờ thì ao đi. Anh Tú vô chơi kìa. Ờ ao đi để chị rủ thằng Sủi. Tấn Sủi. Ờ đúng rồi. Bây giờ em cũng đang gảnh gảnh gì em chơi kìa chú ơi. Ờ Tấn. Gà ta chú ơi. Gà ta á? Dạ. Gà ta. Gà ta á? Hôm nay chơi gà ta á kìa. Trời ơi, uống sủi đi. Để rìm với ông trên bếp 4 à. Uống sủi đi. Đúng rồi ta. Để game limited edition luôn. Để game tiếng Nhật Bản. Đâu rồi? GTA 5. Mon uống sủi đi. Mày mới hú xong. Không biết có trả lời không đâu rồi. Nhắn tin nhắn ấy. Thôi để em sẽ bao biết đi bao tìm. Ông đang gấp bơ rồi. Vừa mới ở đây mà. Hả đây này, để bảo nhắn tin riêng cho nó. Cái Pokemon đó. Mà lem. Nhanh, không được ông Khang vào lại đi. Đó vô, em đã tính sẵn rồi. Vào lại đi, cho nó đủ 4. Lê. Nó không giúp tìm được gì mà. Ở trên pha đồ hồ tu sta đồ. Chị ơi, em nãy giờ em vứt lại ông cụ vậy, vài cái châu. Nó vứt cụ xuống đất, nó vứt cụ xuống nước á. Tan cầm cái gáo nước để cho đẹp. Mà mặc dù nó không đẹp. Come on. Không thể tan cầm được ta. Tắt game mới lại, sao mà cắm lại đầu. Có restart cả máy luôn này chứ. Chị đã thử đập bằng Khang chưa? Trời, nghe tiếng game tuổi thơ quá. Đấy, nó lại để lao tuổi thơ nó đấy. Có chuyện này á. Đi cầm kìa. Nó báo đấy nhưng mà không có biểu tượng gì cả. Restart game, restart cả máy luôn. Chị thử restart bằng Khang chưa? Chị vào chưa đấy? Mời lại chị đẹp ơi, chị đẹp, mời em lại chị đẹp. Lại rồi đấy. Rồi chị ơi. Oh, kênh cho anh, để thử đi. Đây, vô. Đã thấy đâu mà vô. Ủa đang connecting à? Lại nó chạy như là nó có cái sự phải hát đi, có cả lobby thôi mà mời nó. Lúc nãy em cũng vô nãy chừng nãy hồi nãy vô ngang mà. Ừ. Nó vẫn ghi đi connecting được rồi lại còn nhảy ra. Ê, em muốn phát game gì
Ai mượn hết game vậy? Có ai mượn hết game đâu? Ai biết đâu, mình phải có khi mình hay ga lăng chút kìa. Ga lăng gì? Ga lăng chút, đừng để con gái nó nhiều, hiểu không? Tắt game không? Chưa, lúc nãy có tắt game không? Rồi nghe tiếng nhạc điện thoại. Ok, mấy người vậy? 4. Hàng nào? Đang vô đây. Tao gãi vô lại chứ. Bây giờ con này nó recommend tay cầm mà nó không cho mình cách hết. Thế nó biểu hiện cái tay cầm đây là hình ba, device là keyboard. Device là keyboard là nào? Đây, vô. Từ chị ơi, để em kem mấy cái bánh kem ngồi đây nhai nhai cho chị. Ê, của em là nó nổi từ tay cầm qua bàn phím đó không chị ơi? Ờ, của chị hiện một cái thôi. Ủa cái này sao? Mình đâu? À, chắc chị là đỏ, chị là đỏ. Cái đâu? Chị không có câu. Ê. Làm nào được có câu. Ui, nghĩa bao giờ, nghĩa bao luôn nè. À. Dạ chị, bây giờ là chị cần có một cái gỗ đen với một cái gỗ trắng làm được cái cây. Thằng nào đấy? Ôi em, ôi em, ôi em. Thằng nào? Quăng, 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 quăng. Đó, đó, nhìn này, nhìn nước em. Đâu cho cái chỗ, à, đây rồi. Dê kìa, cục thức kìa, đâu rồi. Đây rồi. Ây, ây, ây. Gỗ chứ ở đây. Gỗ, lấy gỗ, làm cầu. Thằng mày phải không? Gỗ chạy, đừng đưa gỗ vô đó, đừng có đưa gỗ vô đó. Ừ, làm nhiệm vụ luôn, còn ông cứ xây làm cầu đi. À. Ông cứ xây cầu đi, trong thời gian gấp thì tôi lành phải... Vâng, đừng. Ơ, à, để. Em sẽ cầm đã đánh cầu chị ơi. Đây, em xây cầu chưa? À, chết rồi, chị chơi cùng bực rồi. Đấy. Ô, vậy em, vậy cái phút này, nó cho mình xây cầu chứ. Để em, vậy em dắt cù nha. Không, chắc chỗ này nó bắt nhảy, nó không cho... Quét cục, nó kháng. Chết rồi, sức căn nhảy xuống dưới đi. Lửa kìa. Phải hất nước, ờ, múc nước. Ôi đúng nữa. Overcooked rồi. Từ. Cái so đâu? Bên kia. Ây à. Đây không phải là lúc chỗ này lấy. À không. Cỗ thả kỳ đâu rồi. Đây à. Đù đấy. Ta thế. Không, cụ tâm quật, chị nhảy qua cái con kênh. Ôi. Mới lại chung một kìa. Ê đừng. Đao kiếm vô tình. Chị đặt đây, em lấy em quăng xuống dưới. Rồi. Gỗ vứt vào đây. Bút xuống nước á. À, được rồi, nó để chị vứt vào trong phòng. Không, quăng xuống nước thầm bánh nước đi. Cái nước nó chảy xuống dưới mà. Thì đấy chị cũng phải vứt vào đây chứ. Phải vứt vào trong lò chứ. Em lên cho cây nha. Ờ. Ủa, một đống cụ nằm đó kìa. Đúng cực nhọc luôn. Đây. Rồi. Cú. Một đống cụ kìa. Cú. Rồi. Trời ơi, cụ kia. Ba cụ nâu. Mình à. Tiêu di tiêu miền cực. Đó. Mình à. Đi à. Giúp tim đi Tăng ơi, giúp tim đi. Nãy giờ em đang giúp quá trời bằng tâm huyết của cuộc đời mình à. Đừng làm gái kiểu điệu của mũ hả? Hả? Ôi. Rồi. Chị nói vậy là sai rồi. Mở ba con cừu thôi nha. Sao cần vứt cừu xuống dưới này nè? Vô nó bơi xuống á, chứ không là vứt. Chạy cây đi. Ấy, đừng xuống. 500 điểm, được ta phải sao như vậy? Chạy cây đi. Ủa cây đâu rồi? 500 điểm ba con sao chị? Ôi dồi ôi. Còn một phút rồi. Xỉ cái cục kiểu gì.
Kê kê cái phương ơi, cái phương ơi. Cái 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 cái. Đừng một thằng cái thôi. Mến. Ủa chị Phương là ai vậy? Đây, Phương bên màu đỏ chứ kìa. Áo đỏ này, ở dưới này. Chứ không cần phải mang xuống đâu, cứ cứ thả xuống dòng nước là cây chúng ta chết được. Ôi, ôi. Không chết rồi. Kha nó còn bơi. Ôi, cái của em. Ây da. Rồi mày quá. Ban cù nấu kìa. Rồi. Ai bắt cù nấu với em đấy. Còn mà, còn kịp mà. Chơi, lấy con trâu á, lấy con trâu á là ok. Này, hai cây gỗ nữa là đó, là okay, hai. Gỗ thông rồi, thông rồi đó. Một cù nấu không? Cù nấu nè, Thêm con trâu nữa. Có đâu con dê. Ai? Sao lại bị đẩy lên nhỉ? Lá cà chì, lá cà. Đụng vào nhau bay lên trời à? Không phải, cây nó mọc quá. Ok. Kê con khỉ. À, tốn kìa, chuẩn vô tông đập bụng vào thành giường nữa. Đau hết bụng rồi. Ai à. Ai da, ai da, ôi chết chết rồi. Trúng mập kìa. Hết rồi. Có được một sao không đấy? Dạ, tiêu nhiêu miền cực nhọc. Trúng mập rồi chị. Cầu cầm con kiều. Nè lấy con sao che giữ con lại. Quên đi, vứt con kiều. Chuẩn bị con vứt cho Tuấn ho vô Tuấn. Đi, vừa mới. Con cù nè, em con cù nè, em con cù nè. Ai em cù, con cù. Con cù. Con cù. Mình vẫn chụp ảnh được. Cái con cù kìa. Che mặt à, ăn lắp nhân vật. À, được. Wow. Tôi sẽ lấy con này. Ấy, mà công tướng quá ha. Hả? Ồ, PVP á? Không chơi PVP đâu. Cái này, cái này đi chưa? Lắm. Cái này đi chưa? Cái này đi chưa? Bye bye bye. New World Unlock rồi nè. Cái này nè, đi chưa? Không biết. Nè, con này nè, Chưa, rồi, con cái này chưa nè. Cái này chưa đi nè. Đỡ đi, đụng hàng quá. Gì đấy kìa. Ê, là con này, Hello. Ý. Là con này nha. Là con này. Kiếp chồng chồng ấy lắm. Toàn nữ ba nam à, ba một nam ba nữ à. Ấy. Chỗ em là chỗ tôi gì nhỉ? Dê phải không? Tôi là con đỏ này, đứa con gái đỏ này. Chặt cây, làm câu. Khang ơi lên làm cầu đi. Cái gì vậy làm cầu hả? Ừ đây này chỗ kia. Ok vậy. Không biết, vậy không biết, chặt chặt hết đây chặt cho em. Chặt cho em ơi. Không biết cầu gỗ chẳng có làm được kiểu. Làm sao làm cầu, làm sao làm cầu. Mang đấy xong rồi mang ra cầu vứt xuống. Muốn làm cầu á làm một gỗ đen với một gỗ trắng. Xong rồi. Ngồi đấy mà gỗ đèn gỗ trắng. Ây da, gì hả? Vứt kiếp. Còn kìa này. Mon ơi, chúc cao tên sao em Mon. No. Đâu rồi, cái chỗ. Rồi. Ôi, lắc kìa. Ôi, lắc kìa. Ơ, chỗ này đi, chỗ gì? Bay nhảy sang à? Nhảy sang. Chỗ để đặt gỗ. Cái sửa cầu được không? Cái cầu sửa được không? Không nhảy được. Lắc cái chuyện lâu lắc cái một mình ghê. Hay nhảy cửa bên kia nhỉ? Hôm nay chạy đây à? Các nhảy gì? No. À, ui rồi. Phải đi cầu thang à. Thang máy vậy, có thang máy. Cần em bấm vô phát cho chị lên. Đâu, đi nào đây. Rồi, lo chị. Ở chưa? Đó, ok rồi. Ôi trời chết ơi. Tối giờ đấy cả hai đứa đều rơi xuống. Ở đây kia ấy gỗ này đi bắt kiều. Cày rồi. Cụ kè. Lắc kè. Chết rồi, tất cả mọi người đều đi bắt kiều kìa. Lon, ai lợi. Sao để cái chỗ gỗ khó thế. Ia
Rồi. Ôi giời, mình có 100 điểm. Ui, con trâu à. Tôi cả mình ấy kêu hai chị ấy gỗ nhá. Em là một thanh nước cây, nước biển mà. Thế à? Ừ, nhà tôi cả ông Mon. Ông Minh còn gì đây? Được lắm á. Ông Minh còn sống không đây? Còn, quên mở mic. Quên mở mic. Quên mở mic nữa chứ. Hét lên. Đã có một thằng Khang ăn hại rồi nên là chỉ cần phải tỉnh táo. No no no. Thế nhiều gỗ lắm. Cái ra nè. Ui, thiếu nhiều gỗ quá. Này cây này, cây này qua lấy cây đi nè. Lại. Đúng rồi, qua lấy cây nè. Ờ, này phải đi cẩn thận, dẹp luôn. Nhưng mà cái chỗ hầu tu lên. Cái chỗ cây khó lắm. Hầu tu lên. Hả? Cần gạt được không? Ao. Ủa, đè luôn rồi. Hao tu. Chị quăng cái gỗ ra chị. Qua đây chị, qua đây bấm cho. Thôi lấy cừu đi đâu quá. Cừu cần nhiều lắm. Rồi, còn mấy cây rồi đó. Hay là vứt gỗ sang đây nhỉ? Rồi, xong luôn. Nú, tay kinh. Dùng không phải bằng tay cầm. 250, 2 sao, ngon. Được. Đủ 2 sao. 2 sao rồi. Thôi. Kinh rồi. 2 sao coi như phá đảo rồi, không sao đâu. Coi như phá đảo vậy. Ôi. Ê. Chụp hình. Chết thôi. Lại quay chồng đít thôi. Khang bay rồi. Tập nghe em bị lắc hay gì á? Bình thường mà. Khang nó bay rồi. Ông thử cứ chơi ông đây. Chơi. Em vừa mới chuột tu xong trượt chân ngã đập cái bụng của thành giường hồi đầu. Rồi đập chân té xuống thành giường giờ mình không biết được kìa. Này hay ho quá trời. Đó, Jesus. Này là hút thuốc nhiều quá bụi con mít nè. Này, cái bé lớn chưa hút thuốc bao giờ nhá. Láo, không được cầm chứ. Ai nhìn nói gì. Chả nhớ nữa. Chả nhớ game để đâu luôn rồi. Em đi gừng. Quay lại với em quen thuộc. Anh đi gừng. Mắt quen quá rồi. Không phải. Bà game chưa đấy? Người rồi, được rồi. Không, ông kia cơ. Tưởng đang không biết game ở đâu. Tớ em đang giải nén lại. Tại lúc nãy giải nén xong hỏng. Không, tôi sửa đường đi, Phương, đường đi. Chặt cây. Lấy rìu đó. Ô té kìa, lắc kìa chưa? Game này nhẹ nên có khi mà... Lắc mạng á. University of Tokyo. Nè, mấy con cù này. Chặt cây. Không biết gỗ trắng có ấy được không? Để bên đây. Sự gỗ trắng okay. Cũng được nha. Vậy nha. Mình đâu à? Ở đây rồi. Ok. Cái thế. Cái gỗ mình chặt mà mình không dùng luôn ấy. Là nó ấy. Ông Mòn cứ đến. Ôi trái kìa. Trái. Chết đâu. Nước đâu?
Đấy, ở cái giếng ở cạnh ông nào kia. Ôi trời chết. Mình bị hút vào kìa này. Ok, lắc kìa. Nào, ô kìa. Đấy kìa, tham vô. Nấu quá mai. Kìa. Bây giờ mình phải làm cái cầu ở đấy đó. Cay quá rồi. Cái này, này thì chèn hết không nhìn cái gì được. Ồ chưa. Rồi, cầu rồi đấy. Tha hồ nhá. Ha, game kìa. Gỗ. Ha. Ôi. Mình mà chơi tay cầm từ nãy giờ. Ngon ngay. Chiu 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 chiu. Ấy da. Từ đâu hay, hay anh vô lại sao lắc dữ ta, để hay anh vô lại cái. Cầm gỗ lao thẳng xuống này. Ông phản lao ra biển này. Đánh ra. Rồi. Tôi chết. Điều khiển gó ghê. Này, này thì... Này thì... Này thì... Cây này. Mày đã phương nghe. Yeah. What? Yeah. Đẩy luôn, úi giời, một lúc ba con thùy luôn. Vừa bê vừa đẩy. Trời kìa, đâu hết rồi. Thế ông Mon thì bay đăng nó vào lại. Cái đó mà đi. Mời tôi đây. Không mời hả? Chạy luôn ông mình. Cái sao gì? Chết kìa. Mời tôi đây. Mời Mon vô. Vậy. Ôi giời, cái tiếng gì nghe như đùa xe đấy. Đừng mà ăn cỏ mới thấy nha, nghe bật cưa. Ờ, nghe bật cưa nữa. Đau, tướng là nào, tướng là ngắn ha. Oh shit, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đúng oh shit, cái gì đây? Là con này đó. Thôi màu đỏ. Đây, đầu kia cho nó. Nè, đó là tướng là thằng da đen đó tướng. Da đen cửa chân đi. Không phải làm waifu. Ê, em nigga. Nhanh lên. Đầu ra. Ok, đi cưng. Tôi đỏ. Em đen. Ông kia dùng bàn phím đúng không? Chặt cây nhặt gỗ nhá. Ờ, em đã di chuyển được. Ờ. Xem việc kia đi. À, em hiểu rồi, game nó nhận tay cầm cơ. Thế mình còn không được chứ. Sao thế nhỉ? Mẹ. Gọi làm sao đấy? Mình còn muốn tay cầm còn không được. Làm cái này, làm cái cấu. Ờ, mang đấy xong drop nó xuống. Mang cái gỗ. Ồ, đại gục hoa tộc. Đấy. Ai hoa tộc nút vi chuyển vậy ạ?
À, chạy cái gì nhỉ? Mũi tên lên xuống. Để bấm nút nào để nghịch cái này nghịch cái nọ đi, cầm đồ các kiểu đi. À, F. Ôi rồi, cái game... E là vứt. F là ấy thôi, không có hai nút đấy. Đừng thôi. Đừng muốn mình ơi. Space là nhảy. Ok. Giúp team đi Tuấn ơi. Chả biết em phải làm gì cơ. Ship là chạy nhanh. Chạy. Đây nhiệm vụ thì ở dưới. Ôi chạy 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 chạy. Ôi nước cháy. Có nước. Ông Tuấn đang chặt cây đúng không? Ui em chặt nhanh quá lơ luôn. Rồi nhiệm vụ ông chặt cây đi nào. Cứ dậy đường sang của tôi. Ui sao. Ôi hết cây rồi. À thôi xong. Chặt phải lấy nhanh không là nó hết. Rồi. Đủ cây nó mọc lên đâm thẳng người em. Nhìn nhiệm vụ ở dưới cái kia. Mang dê ra, à mang cừu ra đi. Mang về chuồng đi. Úi dồi, cừu chạy hết rồi. Đủ luôn. Thôi chết rồi. Ok. Tính phải rơi xuống. Chúa chặt cây. Con game này dạ. Nhá, mày không nhận tay cầm. Dạ. Nó không có nhận tay cầm của em đâu. Phải không nhờ? Okay. Để nó test xem. Chú chỉnh mà, vô cả đặt chỉnh. No. Quả hem quăng con cùm vậy? No. Quăng thì quăng vào chứ lại quăng nửa vời chứ. No, à, oh, giọng ông Việt Anh rồi. Ui, chết. Tí thì rơi xuống, tí thì rơi xuống. Đang ngồi ăn cơm rang dưa bò uống nước ngọt để xem mọi người chơi. Ý da, tránh ra, tránh ra. Cháy kìa. Giúp team đi Tuấn ơi, giúp đi. Em vừa chặt một đống cây mà. Chặt thì phải ấy, tại vì chặt mà không nhặt là nó lại ấy lại. Chết rồi, tôi bị cháy. Cháy, cứu tôi. À đây rồi. Đây, nước đây rồi, cháy mẹ rồi. Thôi, nhảy mẹ xuống. Ok. Oh shit. Chết rồi. Giếng nước đâu rồi? Nè, giếng nước nè. Ôi, bye bye đi. Qua đây à. Hỏng rồi. Chết rồi, muốn mang con cừu này vào nhưng mà lửa thế này thì làm sao? Lửa chứ. Đây rồi. Ok chưa? Ok rồi. Thank you. Rồi. Ở đây gỗ mang vào đâu? Đây, gỗ thì là bên... Bên tay phải á, tay phải á. Gỗ bên kia. Đấy là cừu. Ừ. Nhảy qua. Nút cách nhảy qua. Holy shit. Đấy, thế. Gỗ này. Ây dạ. Ui, cái này dễ. Nhấn ship để chạy nhanh. Dễ. Cây này, cây với chả cối này. Nó sẽ nhiệm vụ nhanh. Dạ kìa, hát thầy anh kìa. Nhanh lên. Đi nhanh. Ui, tay cầm. À, quên bật phím khốn nạn quá. Ôi, dùng cái bàn phím khó lắm. À, được 2 sao đấy. Cũng amazing rồi đấy. Ui, xịn. Oh. Tuấn giúp đỡ mọi người nhé, Tuấn nhé. Đâu, từ option á. Tuấn. Input keyboard không? Controller đi. Chị phải chỉnh là WAD rồi. Tránh ra. Chơi nhìn con vàng. Ồ, thôi, nhận tay cầm rồi. Ngon chưa. Cái này dám đi mặc với Phương nha. Thế sao mọi người nhận mà mình không nhận nhỉ? Đây. Ồ. À, unlock. Ồ. Ui bí. Cái gì mà nào không? Sao nhiều nhân vật thế này? Tại sao tôi không nhận tay cầm? Ảnh ở input của mọi người nhận là gì? Keyboard à? Hay là... Xbox One Game Pass. Của em là... Bạn thấy chưa, vào đấy là nó tự nhận à? Đúng rồi. Đây, chỗ input của chị đây này. Input của em nhìn là tay cầm nha, nhưng mà nó ghi là bàn phím. Em bấm nút start các kiểu được nhưng mà em không di chuyển được thế nào. Cái input của em nó ghi là keyboard nhưng mà em tìm kiếm tay cầm được. Ngồi ta. Cái tát. Chết được không? Cày thế. Mẹ. Châu đâu nhỉ? Ôi, chưa chỉnh nút xong. Bây giờ ai mắc cái không đổi pin. Yếu. Lúc sạc cái lúc chiều. Yếu hóa học. Ai. Vừa lấy
Sao lúc đi đâu rồi chị? Tiếng gì á? À, hiểu rồi. Cổ sư. Cho đi lên voi lên trên luôn. Đâu à? Cổ sư, hỏng rồi. Chỗ ấy nhá, chỗ kiều này. Em bắt cua đây, cua nâu. Đấy rồi, cừu nâu đây. Ê, tránh ra. Tuấn đừng đi lại linh tinh nữa, giúp team đi em. À, em đang chạy tìm đồ ở đây, gì vậy rồi. Tuấn sủi với chơi game. Ui, em biết mà, em chúa trong này luôn. Làm cầu. Tuấn sủi nó chỉ chơi game của mình thôi. Chặt cây, mưa rồi, hạn chế tầm nhìn rồi. Tuấn chơi game với anh U50 thôi. Mà... Làm cầu đi Tuấn ơi. Ờ, làm kiểu gì? Chặt cây xong lấy cái gỗ đấy cây. Drop nó xuống. Ok. Chặt cây xong quăng cái cây này. Dạ hai đứa chặt một cái cây thế. Ok đây chặt cây. Đây rồi, tránh ra, đấy có làm được cái game gì này đâu. Khó đấy. Đấy, game này khó đấy. Xong cầu rồi nhá. Lên đây, à lên đây đi. Này, cây nè. Thả xuống sao không được, à không. Cái, ấy, gỗ này. Gỗ này. Oh no. Ôi ôi. Hạ cái này xuống cái. Bên dưới mà, nó là bên dưới. Kiều nâu. Ờ, chỗ... Ê, gì vậy? Chỗ thả gỗ đâu ấy nhỉ? Ủa đúng, overcook rồi, thằng này. Ôi, chết rồi. Cháy, dập lửa. Cái game này là có phải là họ hàng của ấy không? Nước này. Đấy, chị... Lính cứu hỏa xịn sò cái này cơ mà. Rồi. Phần này chắc là họ hàng một phút đây. Dê này. Lên gõ đúng rồi. Dê, tránh ra cái cổng dê điền kìa. À, mình vừa lùa nó về là được hai con. Về oh shit. Gỗ này. Dê nâu nữa. Đây rồi. Dê nâu. Mang về. Speed. Ui chạy nhanh quá. Nhà dùng bàn phím khó quá, cái tay cầm nó lại không nhận. Nhận bấm ADW các kiểu được nhưng mà AB các kiểu được nhưng mà lại không di chuyển được. Yeah. Cái tay cầm kiểu hơi vãi. Nó ghét đấy. Ấy à. Sợ. Hay là nó liệt rồi nhỉ? Chết cha. Anh đây là muốn mình nữa ta. Hey. Cố lên sắp được 2 sao rồi. Ui xịn sò. Ôi. Ấy rồi à, tắt mic này kìa. Tối con ấy được đâu, sợ. Úi rồi. No. Sao 2 sao. No. 2 sao rồi. Rồi. Kì kìu. Con cừu này mày có đứng lại không? Đang cần cừu trắng hay cừu nâu ấy nhỉ? Cừu trắng. Về nào. Mình ok. Nó còn nghịch này. Ôi ôi ôi. Tắt mic để tập trung kia kìa. Rồi. Nó đang có mang cừu, nó cứ mé 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 ngoài á. Còn tập trung. Chơi rất là tích cực. Như bắn súng. Ai vậy? Ai. Cừu nâu. Một con cừu nâu nữa thôi. Ôi thôi xong. Con nâu của em kìa, nè. Đi. Cả nhầm cừu nâu và... Thế cừu nâu có con gần nhà luôn cả. Lúa con này về. Rồi. Hai con cừu ui, trắng nữa. Một con cừu trắng nữa. Làm cừu dễ hơn là cũ. Hôm nay... Ok. Rồi một con nữa. Ấy. Ủa hôm nay là thứ tư nè. Oh no. Chưa kịp tí, sao. Tí thì 3 sao luôn. Tuấn nha, Tuấn không có giúp anh tự kịp cho hợp team nha Tuấn. Gì? Cái cây đó. Tuấn chạy linh tinh lắm. Bà đâu mấy con kiều mà. Tuấn chạy linh tinh lắm, nhìn này cầm nó phải bê thành quả về. Hey. Chỉ được có 2 sao thôi à? Sao rưỡi. Ý. Ông Bình còn nhảy cẫng này. Ôi. Từ. Trong lúc đấy chờ em tí em xem tay cầm nữa. Không được đâu, tôi cũng không được nữa là.
này không ấy, ta cầm khó chịu ghê. Mua cho ta cầm mới. Mua ta cầm mới đi. À, cái lỗ chung mà. Đâu, anh có bị đâu? Nội bố lại anh không được. Thỉnh thoảng mà chơi con game của anh Hà thì hay bị thế. Những game crack về không hiểu sao. Rõ ràng nó nhận mà nhờ trong menu bấm di chuyển được mà sao trong game lại không di chuyển được. Anh sử dụng thiết lập của con game. Vô đi, vô đi, vô đi. Từ, nốt vài giây. Nốt. Thôi không được đâu, vứt tay cầm đi. Ôi thịt mẹ thì mệt quá. Nó hiện đi vai là cây bo mà sao nó diễn tay cầm những chưa được. Chính chưa. Tay cầm thì mới đi nhanh. Ủa, không, bây giờ em tới bị mấy lần. Ui, cái map này phải xây cầu rồi. Hỏng. Quá lụng. Nên là rút tim đi. Nhảy sang đây lấy búa đã. Em muốn nhảy ra ý định. Thôi em không bị chỉnh nút. Ở đây. Cày quá. Nhảy sang đây. Quá luôn. Nhảy. Ok. Nhảy lên. Xuống mẹ em. Ok, nhảy xuống dưới tiếp. Làm cao đây. Nhảy sang đây. Nhảy sang đây. Ok. Hey. Sao ấy. Sao rồi, ý game. Nó lắc, nó bị. Để. Em không xuất tay phải lúc chơi game. Mà là điều khiển kiểu này rất là khó. Em bị lỡ mạng nè. Ông mà đó, đến buổi tối lại. Đẹp, còn phải có rìu nữa. Thay mạng đi, đây rồi. Rìu đây, ở đây rất nhiều rìu. À, sang bên kia để chặt cây. Chết đôi lại còn rơi xuống. Ủa tôi thấy cầu kiểu gì? Thấy cầu kiểu gì? Nhặt gỗ, nhặt gỗ xong drop gỗ vào đấy. Quăng gỗ là cái chỗ cái cầu đó. Thì ra là thế à? Ở đây có rất nhiều gỗ đâu này, sang đây bà con lấy. Ôi ôi, cái map này toàn vực thôi. Thôi, ây da. Để tôi xây cầu cho vậy, nè. Đấy. Ôi ôi. Vứt xuống. Rồi, đến là vẫn mới có không xa, chơi được cái sau nào. Trái. Đấy, xây cầu vào đây. Ôi, xịt. Ôi kìa. Chỗ nước này. Đấy. Giếng nước này. Bỏ luôn, ai quýnh đầu mình đi á. Giếng nước này. Nào ấy? Sủi đâu, lấy giếng nước đi, dập nước đi. Đây, em đang chạy nhanh qua lơ. Đấy, dập đi. Ok thôi. Ok, dập đi. Rồi. Thôi, lấy tắt rồi, đấy, nhưng mà không phải cho em làm. Tôi làm cái cầu. Đừng phang đầu đấy, nữa. Đấy, cầu đấy, rồi. Xịt. Kêu. Về lấy gỗ đi. Đầu. Nước. Nữa. Minh ơi, dập cháy Minh ơi. Đâu rồi, chỗ này. Chết rồi. Trên này làm sao mà vứt được. Nhân kêu chặn đường quá. Gõ bên trên cho bên dưới. Trên khó lắm, không vào được. Đây đi kiểu này thôi. Xong rồi sang đây nhảy. Đó, mày đã hơn tí nè. Có thị ngay. Rồi. Ôi trời chết. Với tao. Bắt kiểu. Ê, gõ, hình như là em hơi lắc rồi, để lấy gõ cho. Tôi tập trung kiểu vậy. Ê, món đó này ra đây nhiều gỗ vừa lờ luôn. Đấy, đâu, ở đâu? Đây, chỗ anh. Ở chỗ rộng này. Đúng gỗ. Đây, gỗ trắng á, gỗ trắng có bao nhiêu tiền? Gỗ trắng á? Thế thôi đi, chặt gỗ trắng. Mà gỗ trắng, đùi, chỗ gỗ, cây gỗ trắng ở xa vừa lờ. Để làm được. Cứ chặt liên tục rồi đấy đi. Năm gỗ hường với năm gỗ trắng. Ba gỗ trắng. Gỗ bên dưới là tối. Ở chỗ đấy hả? Ở chỗ đấy. Chỗ đấy là kiều. Này thì còn kiều này. Ôi kiều. Một chút. Kiều đây, I'm coming. Nào. Bực quá. Bản phím này khó chịu ghê. Tí nữa em phải ra chỉnh nút lại mới được. Đúng rồi, đúng. Đây. Gỗ trắng bên dưới đó, thấy không? Ừ, anh biết, nhưng mà anh đều tổ đâu. Mệt vừa rồi. Thôi cứ gỗ đâu đấy, mình ra bắt kiều đi. Hai kiều trắng nữa. Ở với gỗ nâu thôi. Hai kiều trắng nữa. Minh ơi, sao lại nhảy xuống vực cho em? Oh shit, đây là chỗ kiều. Ôi, lại chỗ. Rồi. Một kiều trắng okay. Nữa, một kiều trắng nữa. Lắc không rồi. Ui dồi, không đổi một sao. Không qua bàn đâu.
Nè trôi. Ai rồi. Em phải chỉnh lại nút đã. Mặt trông buồn lắm. Mặt trông buồn lắm. Không dùng được ấy rồi. Rồi. Và em cười tươi quá nè. Sẽ từ không chứ lại. Chầm cách experience look around emotion. Ok, được rồi. Đấy chỉnh nhánh ADW. Rồi đồ con gái này cho nó sexy. Sexy lady. Chưa đủ, chưa đủ. No, ugly. Coi như sexy không? Coi như giật cái đem cái sexy không? Hơi bị nóng. Thế là thích ăn đạn rồi. Sang bên kia lấy ấy đã. Lấy rìu chặt để làm cầu. Hai cầu. Nhảy sang bên này này. Nhảy. Ôi trời. Nhảy lên. Lắc của tôi không bị lag mà nó bị khó điều khiển. Của em nó dễ điều khiển mà lag. Chặt cây gâu brr brr. Không quên. Rồi. Bứt. Xây cầu. No. Thôi đợi ông phủ. Đấy. Drop ra đấy. 5,000. Một cái nữa. Xây cầu đi. Để cho tôi còn lấy. Đấy. Đấy xong rồi đấy. Rồi ok. Ở bên đây nữa. Cầu bên này nữa. Oh. Đứa nào chặt đi. Chặt em tôi xuống rồi. Đấy, chỉnh thành nút ADW di chuyển cái khác ngay. Rồi, thông cầu rồi. Ok. Ok. Tôi lo kill. Kill, I'm coming kill. Rồi. Chặt cây go brr brr. À, nhấn ship và chạy như điên lên là bọn mày chết nha. Oh shit. Đã chạy tốc lực rồi. Ôi, tí gì chết. Chết với bà. Đã chạy tốc lực rồi. Đây, con kiều, có con kiều đâu nó chạy, chạy bắt nó lại. Bà cắm tâm vào ship rồi. Ôi. Đấy, cắm luôn rồi. Ồ, té kìa. Mọi người mà giữ nguyên luôn nó ship đi. Chạy điên đảo luôn. Lửa, cháy. Ông chặt cây, ông phụ trách luôn dập lửa đi. Ồ, kịp, nhanh rồi. Rồi chết mẹ, cháy. Mất luôn. Để nữ hoàng Cleopatra cháy này. Kill đây. Nhảy. Kill đây. Gì đây, đừng nói tôi là ông bon bay rồi nhá. Ồ, sao biết hay mà. Ta dính kịp cháy kìa. Đây, vô lại. Kill đây. Dập lửa này. Tuấn ơi. Cây này. À. Ôi sao lại em lại thằng phải dập lửa. Thì không biết. Tại vì mày chặt cây ở gần cái giếng. Oh shit. Cái này phải chơi trò chơi căng rồi nè. Đấy xịn. Mà trên đây có gì đâu, trên đây có đúng mỗi một cái cây. Nhưng chỗ đấy là ấy. Nó lan sang bên kia là chỗ để vứt. Ok, tự nhiên chết. Chưa thấy mà. Ném này. Tôi cật lực từ nãy giờ lúc cung đường kiều. Này thì... Em lúc thì kiều, lúc thì vụ đây này. Anh dễ rồi, anh dễ rồi. Ôi. Thì... Gì vậy? Hai người anh ơi, mày lắc quá không dám được. Đã không? Hai người anh vô đi. Ông này là... Ôi chết, sao lại mất con kiều. Ôi máy à, ôi. Ôi hỏng rồi. Ông chặt mình ạ. À. Chết rồi. Con đuổi cũng lắc hả? Em chút mình lắc à. Ấy à. Mạng ngon kém à. Vãi đài. Về thật. À. Nó chỉ chơi được buổi chiều thôi, buổi tối nó bắt đầu ở nhà. Bà biết xem. Mạng rồi. Mạng chỉ đồng cáp mà. Bà xem cô dâu 8 tuổi.
lấy mạng tải phim của cô dâu tải full cô dâu 8 tuổi về xem. Oh, nice try. Sao vẫn không được nổi một sao thế? Anh chị ăn rồi, hai người ăn rồi. Cay thế. Đã ăn giờ cơm. Ui anh ơi, anh ăn lâu thế, em ăn bình thường là xong rồi đấy. Trời ơi. Ăn cơm rang nó lâu lắm. Ui, em cũng vừa ăn cơm rang. Trời ơi. Một bàn nữa thì mới qua được. Đi bàn này thì mình mới đủ 20 sao để qua map này cơ. Ôi trời ơi. Ui lắc lắc không chịu. Từ từ em đổi qua em gái waifu khác á, tại chỉnh, em này chưa đủ. Setting cho nó thấp xuống đi. Rồi, đâu đâu waifu rồi. Đâu, full second. Nó lắc mạng á. Full second độ phân giải 600 lên 400 đi. Mờ đấy. Ok. Máy ngon mà cho mạng thôi. Cầm súng sang chĩa thẳng vào, cầm súng sang chĩa thẳng vào đầu thằng xóm. Chết đi kìa. E đi kìa. Ờ, ít không được luôn mà. Red đi. Không được luôn. Đi. Lừa đảo. Four, 46-3 into oh, lock. So far. Oh. Đi lát luôn rồi. Nè, rõ ràng với con màu nâu kìa, con V. À. Quay lại. Và tiếp tục tấn dựng cầu. Đê con kiều. Đê con kiều hơi chặn đường. Ấy à. Ấy à. Rồi. Nhảy lệ. Đúng rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi, bực thế. Không, mẹ không. Ok. Ai rồi ôi, đứa nào chặt anh xuống đây. Sorry. Không, chưa nhảy qua đường mà té, sao té được. Rồi, may quá. For the lip, beat it, đó. Mình ơi, mày vứt gỗ chứ. Làm cầu đi. Rồi, ok. Để rốt cuộc trách nhiệm xây cầu vẫn thuộc về. À. Ui. Thế nó xây cầu bên kia nữa. Mình xây cầu trước khi mình xây cầu đã rồi hãy ấy cũng. Không được luôn mà. Chặt cây. Ok. Còn một gỗ nữa. Chặt cây gỗ bừa bừa. Có không được. Cái gì đây? Có không được nè. Ai hay được này không? Ôi trời mưa. Lại mon lại đi ra chặt cây gỗ không thấy mất máu rồi 15 phút sau quay lại thì mất chưa bao giờ này. Ô cháy kìa. Ông mon bị đứng hình. Đâu, em vẫn đi được mà, nó cứ tê le nè. Sao em đi được nhưng mà nó delay. Nó cho mọi người em bị delay. Ủa, delay dữ thần luôn á. Ôi trời ơi. Xong rồi. Mà mới đang để ý xem mon bị delay như nào cái đã. Cái rồi. Set rồi đánh cháy rồi. Ui cháy 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 cháy. Cháy kinh kinh. Ừ, nó lan cả đằng này nữa này. Tôi vẫn liệt hai kiều. Oh fuck delay. Mon ơi, nâng cấp với mạng đi. Như mạng nhà anh tự dưng tháng này lại phát 70 trên đây. Tôi cháy. Ôi, được cái nó nâng cấp rồi chưa? Tôi đốt tôi. Bét Việt Nam mít. Mày chạy đâu vào con kiều này? Mày chạy đâu? Ôi, chạy. Tôi, ôi trời ơi. Hey. Xong. Ông Mon cứ đứng làm người mẫu xong bay mẹ xuống vực kìa. Không đi đâu luôn mà vẫn té. Đó, nữa kìa. Có đâu là có gì đâu từ té kìa. Cứ tay cầm ra, tháo tay cầm ra thử xem nữa đâu. Tay cầm nó lên cơn drift sao? Như tay cầm của anh ấy. Chơi bàn phím đi xem nào. Ok. Chơi bàn phím phát xịn sò ngay ấy mà. Bàn phím bất diệt. Tay cầm cái gì? Ủa, bàn phím không nhấn được. Bàn phím không chơi được. À thế à, thế thôi. Option lại. Chỉnh option cái input lại thành keyboard đi. Rồi hát được cầm rồi nè. Tao vừa chỉnh nút di chuyển thành ADW. Rồi đi được, hát được cầm rồi mới đi được. Châm. Đi được á? Nó là mũi tên đấy. FE không? FE. FE. Đây rồi.
Cái game này chỉnh nút hơi... Em ở giữa này, màu vàng khè đang đứng chống nặng. Em không cầm được gì đó. Alo. Em là hòn drop. Hồng rồi. F là giữ, sai mà. Cái chính là chị còn chả nhìn thấy em chạy. Em đứng bên cái cây bên đấm cù. Đúng rồi. Ái ơi. Em đang đứng đường. Đù mà. Em đang đứng đấm cù nè. À thế ạ. Do mạng rồi, vậy là do mạng rồi. Nhìn em đang đứng giữa đường. Thôi, mà chặt cây để thay nhìn cơ bắp lo, em waifu không chặt cây được. Đó người, Hito đâu rồi, Hito. Chết rồi. Tôi vẫn miệt mài kill này. À, được một sao, may quá. Ồ, ngon. Nhưng mà chúng ta tham vọng cao, nên cố lên. Thực ra cũng không được đâu. Ôi, thời gian còn 4 giây bọn. Hết rồi, thôi ít nhất được 1 sao, còn được qua bàn được. Good job. Cứ cho là mình chơi với 3 trên số lượng công việc là 4. Thế là kinh rồi. Oh shit. Nặng quá. À. Ai còn chú lắc ra ngoài đường nè. Oh shit, từ chụp ảnh nhá, em là nhân vật chính. Chồng nó nhìn mặt ghét thế. Thôi, nghĩ kìa. Vì quất gái và đẹp. À, sau game này toàn mấy anh... Việt Anh ăn xong chưa? Thằng Hizo có chơi không? Nhanh lên thiếu một chân. 3 người không đủ. 3 người nguy hiểm lắm. Thiếu một chân mà gọi cùng lúc hai thằng em trêu nhau. Thằng kia nó lâu lắm. Thằng kia nó có bao giờ nó có thói quen nào là... Và ngày nó còn tắt mic nữa. Ây, kiểu đen thương. Chiu. À đâu, sang thử level này xem nào. Nít 20 này. Chơi được. Ơ 19 à? Cay thế nhỉ? Thế đi lại cái khác. Nhẹ nhẹ đây, cái này sao lại có 1 sao sao lại có thể nhục nhã này được. Remote. Ai vào chưa? Waifu. Đây, siêu nhân. Việt Anh vào chưa đấy? À chết, nhắn nhầm, được rồi. Đất đau đâu. Để vừa ăn vừa đau anh ơi. Quên. Con này đây, game này không cần chuột. Game này cần chuột là em thích rồi đấy. Ôi có hai gì. Oh. Ôi cái map này em chưa quen. Đây tôi chặt cây bên này này. Làm trầu luôn đấy. Chơi dòng con game chiều nay của anh Hà xong tiên đình luôn. Rồi, đã có. Xích cái tao. Ai ra? Thế rồi, lùa 3 con cừu một lúc. Ui dồi ôi. Luôn. Ôi trời trời, nào đi cẩn thận. Nào. Giữ nút skip nguy hiểm. Ây, what's up thế? Đệt con dê nó hút em ạ. Mấy con dê cũng ngáo thật. Ôi giời, lít đó. Lua. Có nhiệm vụ kìa chị. Có nhiệm vụ chặt cây với lại bạn đấy để tăng có tăng kia. Em đã từng chơi Overcooked chưa? Nấu ăn đi, game nấu ăn đi. Con này đúng rồi, ngày mai Overcooked được cho free trên Epic kìa. Lấy luôn. Như đã từng cho rồi sao ấy nhỉ? Cho lần đó. Đấy là cho phần 1. À thế ạ. Em nhớ thế. Phải không? Giờ coi. Này thì cây tại vì từng đã thấy có trái ở trên Epic trái gì, lật đi chứ còn cái gì nữa. Không biết mẹ cái này ra đây mình chịu ở chiều thôi. Mưa may quá thôi đỡ cần phải rồi lua kiều đi làm có mưa nó mới có phân thế cái trời. Ôi trời ơi, chết rồi, chưa được 1 sao thế, chết rồi. Được phải được. Ở đây sao tiến ta trường sao nào này. Chưa lên một tí nào luôn đi. Thiếu ba con kìa. Con kiều trắng kìa. Đi vệ, lệ lùa một lúc 4 con này này. Vào hết cho tao. Đấy. Ba con kiều ấy kìa, ba con kiều đỏ kìa. Đấy. Oh shit. Có chịu ghê, áo trên bật thì có chịu ghê. Có con dê hơn cũ nè. Hóa ra thì đến giờ là... Gọi là nếu bác được tí gỗ nào vào ấy kìa. Đúng rồi, gỗ khó lắm. Con tròn, đâu? Đường này bị mấy con kiều nó chặn. Kiều tránh ạ.
Đúng rồi, Overcook chỉ có tặng phần 1 thôi. Ờ, mới tặng phần 1 thôi mà. Mai tặng phần 2. Mai lấy luôn cho xịn. Cừu nâu ở bên kia. Vadim Killer 1 là ai đấy? Ba con cừu nâu ở bên kia. Cái gì Vadim Killer 1? Bên Ebit có các bạn Vadim Killer 1 nè. Cừu nâu đấy. Chết tôi, giữa mẹ dùng được đi. Em đến giờ gây ngươi 3 lần rồi này. Mà làm gì mà căng thẳng thế? Đây rồi, lùa hai con này luôn. Vào, đi vào, đi vào, 4 con một lúc. Úi dồi. Chạy nhất là quay khu đường sạch cây. Mày giống Overcook á. À, chị game vui nhộn nhưng mà làm gì mà căng thẳng thế. game giải trí chú ngày xì chết. Game giải trí chứ không phải là game. Đến giờ em chưa bác được tí gỗ nào với cái phòng ấy luôn đấy. Đủ toàn cái thôi, toàn kiều thôi. Gỗ lại cứ phải nhảy mệt lắm. Này gì cây với tao này, cây với tao này. Nào mấy đấy, con này một con kiều nữa à, lên sau nữa kìa. Kiều gì? Kiều trắng. Ở đây kiểu trắng thì đây. Này đi. Ơ vẫn chưa đủ. Gỗ kiểu gì mà lại phải ném lên trên này à? Và đúng hầm. Rồi ôi lại mắt lác rồi. Cho sủi mắt lé tia gái đi ném gỗ bên này. Ôi đi té luôn kìa, té luôn kìa. Đấy. Ui đây rồi lại Kratos cầm rìu. Kratos cầm rìu xong đâm thẳng mặt nước. Tôi chưa không đâu nổi một sao. Một sao. Không, ý bảo là không đâu nổi hai sao. Hai sao là hai cho 50 điểm cơ. Mới được hai sao. Kratos đây rồi. Liệu có đủ điểm để mở ra kia không? Có thua em mới phải làm thằng chụp ảnh đẹp. Kratos té hẳn xuống nước luôn, thật ghê chứ. Ta đẹp. Đáng định che mặt con sủi kia. Vẫn không được rồi. 19 sao không được. Phải 2 sao cơ, cái màn lúc đấy phải 2 sao phải mới được. Phải 2 sao thì mới mở map được. Giống Overcook mà. Ông Việt Anh xong chưa? Đây mấy bản chọn đầu đang chọn vừa bản đầu về về đi. Bản đấy chả tại vì có mỗi bản đấy là 1 sao, cái này là 3 sao full rồi thì còn em thấy mấy bản đầu nó còn dễ thì tranh thủ cày hết 3 sao đấy chị. Chỉ có mỗi màn này này. Ê quất tiêu. Mày nào cũng dễ nhưng mà tao hiếp đây nè, màn này thì khó rồi. May là được một sao, chỉ có màn này thôi, nhưng đủ 4 người thì nó mới ấy được. Mày thế ngồi chờ thôi. Đây. Mà chờ đi chị nào. Xem cách canh vào game. Vô game bình thường cho nó. Để mày vô thôi. Ui ôi nhìn mắt mấy con kiều này ghê quá. Mày chính là kiều phía ai? Quên để thử cắm tay cầm, nó biết đâu mình của mình nó nhận tay cầm ta. Ừ. Ừ, xem có waifu nào mới chưa? Ôi trời. Hẳn lắp đâu. Waifu này đẹp trai nhưng thôi không cần. Ghê thằng da đen đó Tuấn. Đấy. Mời em chị. Tôi. Tự dôn à? Tự dôn cũng được, hay là anh đi ra em được. Mời á, không cho là đâu. Ở đây. Tuấn quê, Tuấn biết gì Tuấn nói. Đâu luôn để anh bấm join mà. Waiting for the hot to start, ok, chờ anh Việt Anh. Mình hỏi kìa. Này rồi. Việt Anh đâu rồi? For the limpid dog. Chặt cây, okay. Chặt cây. Làm câu. Mời con cừu tránh ra để ta làm câu. Ôi. Tránh ra để ta làm câu. Anh Việt Anh ơi. Việt Anh có đưa tay cầm được không? Cầm đây nhưng mà không biết đang chưa biết nút đi nhanh là nút gì. À, có phải. À rồi ok. Tại sao tôi không được? Nếu như hỏi với sai biết thì do lúc nãy mòn kêu thì. Mòn nó vẫn ở đây. Hả? What? Oh, yeah. Oh shit, cục gỗ đầu tiên. Xịn quá, xịn quá. Game nó recommend là phải chơi tay cầm, tôi lại phải giữ thằng gì. Oh, the lip village đó. Ờ kia, ông Tấn sủi là luôn luôn là ở đâu có lửa là nhiệm vụ là dập nhá. Hả? Ôi dồi, và phải ông Việt Anh bay, ông Minh bay luôn. Nào, lùa một lúc. Ôi dồi, trái. Lùa 4-5 con. Lùa. Lùa còn nhanh hơn là cầm. Lua nó vào,
Đấy, một lúc 5 con kêu. Dốc lửa. À, bọn mày chạy vào đây. Ơ kìa. À, chuồn đi dập lửa ngay. Cháy mất khúc gỗ bây giờ. Ta đây. Cần kiều nâu cơ. Má biết thế không được dập. Cần kiều nâu cơ. Ê, này, con này chanh xe. Oh shit. Vứt này đi, vứt mẹ ra. Cái đấy là chỗ để gỗ mà chơi. Ừ, nhưng mà nó cắn đường. Tròn ý. Nát, nát ống gì ăn? Anh gì ăn ống chứ? Anh ngồi. Ok, Kiều ơi vào. Này. Cầm cái dễ hơn đó chứ. Mày kiếm chơi khó mà. Đù mà. Hay như nào vứt luôn. Bắt Kiều, bắt Kiều ạ. Đây, tôi bắt Kiều trắng cho. Ai là hay để dồn một mớ nhỉ, dồn luôn 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 đấy 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 chị bảo mà nhanh hơn vào đây đấy thì trắng thì nhiều lắm. Ôi rồi chị chết con rồi, hai con nữa rồi. Vào đây kêu rồi. Ok, 5 cây chặt cây hai cù nâu kìa. Đấy, 6 con kiều trắng này, 6 kiều trắng này, 6 kiều trắng này. Kiều đủ rồi chưa? 2 con dê, 1 nông ở giữa kìa. Dê. Giờ chặt 3 cái cây kia. Dê nâu đủ chưa? À, dê nâu thiếu 1 con nữa. Đấy, có ngay 1 con ngay trên này luôn. Đấy, xong. Tránh ra. Tiền lên như nước. Kìa kìa, 3 gỗ trắng kìa. Ai da, cây chém hết cái con rồi. Ok. Vứt này. Kiều đâu kìa, ôi chết. Ôi. Kỳ thị người hot, không cho dùng tay cầm. Ai biết đâu đọt đỡ người hot là được, là tay cầm thà đều cũng chơi. Ôi dồi ôi, con Kiều này ngán đường quá. Đúng rồi, rồi, nó lên. Vào. Chị chặn ở đây rồi, dồn nó vào. Ôi, ai ơi. Tại vì thế chị có thể lấy đây. Một con kiều nâu nữa về phòng. Không, chị đang dồn nó. Đi vào. Đấy, bà sao nồi hồ. Đi vào. Ok, coi như lại. Đi vào. Nâu, cây này. Ê. Không kịp chặt ba cây này rồi. Thế rồi, không sao. Nè, không sao, vẫn được 2 sao. Mở khóa rồi. Bây giờ nó chỉ có 4 cái item thôi. Chia nhau ra, mỗi người. Ôi, sẵn nước. Mày không biết rồi, không biết rồi. Sẵn nước. Ê, tao tên chú ạch. Chính ra. Nào. Để con sủi nó lại đứng ở giữa màn hình kìa. Unlock xem nhân vật gì nào. Hả? Ơ, không có. Em chưa unlock cái nhân vật nào cơ. Du hành ấy. Không có. Bộ đồ nhà du hành. Ôi thì có rồi. Astronaut. Cái anh dâu dặn chơi. Chỉnh trang phục ở đâu chị nhỉ? Toàn mấy anh tay to bắp thịt. Trái phải thôi. Trái phải thôi. Mấy anh tay to bắp thịt làm hết đi. Em waifu mềm yếu làm sao làm được. Ơ, Việt Anh vẫn thằng vàng đấy à. Hai đồ dịp đó nha. Đấy rồi. Đây. Ê không, chỗ đấy là chỗ để gỗ. Cây mà. Làm ấy đã, mình đâu rồi. Chặt. Làm cầu đã. Quay kìu, à đây rồi, dịu đây rồi. Ui, mắt này easy. Lấy gỗ ra làm cầu nè. Thôi rồi chơi. Cầu ở đây rồi, ok. Để em dồn kill nhá. Vượt thẻ này. Dồn kill này. Thật anh ơi, lâu lâu dồn con dây xong nó hút cho đấy. Đây, dồn vào đây. Đi vào đây. Anh à. Oh, shit. Dồn, em dồn 5 con đây rồi nhá. Ôi, chạy. Đây. Ôi cầu cháy rồi. Hay á. Đây. Mấy con dê cả đường vô ơi. Ôi ôi, thiên thạch. Nà mấy con dê điên này, ra để tao lấy chút gỗ. Mọi người tránh ra để dồn nốt 4 con dê này vào này. Rồi em làm gì bây giờ, chặt cây. Đúng rồi, chặt cây. Dồn làm sao kìa, được vậy? Không có gỗ kìa.
Thật cơ. Chết rồi. Cháy. Ôi trời, đâu cùng má, cái này làm sao ạ? Ui, vừa mới kêu map này dễ xong rồi toàn cháy cái này. Nó chỉ dễ khi mà không cháy hiểu chưa? Người do thái đầu mà. Ôi, cái chỗ này không lấy làm cầu được, không làm cầu được. Chỗ đây chỉ có nhảy qua thôi. Ui được. Tí nhân khi chết rồi mất được một cái nữa vậy không? Ông nát phải khó đấy. Đệt. Đấy là gỗ à? Ta phải nhảy qua thôi. Không, chị đáp qua luôn luôn anh. Thì đấy. Đáp chúng chúng thôi. Tức là ném luôn nhá. Ừ. Ném gỗ luôn. Ôi thôi lại cháy rồi. Ôi xong. Em bị kẹt rồi. À đi. Cháy đầu má. À! Điên thế. Cầm được con dê lên rồi mà nó lại có mất dạy. Đây cháy này là sao em? Hỏi chú. Ok, trượt. Không cần nhảy sang nó vứt nó sang. Ây da. Ừ. Nếu như em thấy thì mình chưa được nổi tao. Ây da. Khó lắm. Bạn này khó, bạn này khó. Đế. Ôi ôi. Map này lấy cái cháy này dọa mình thôi. Ơ nhập. Đấy rồi. Rồi, một con. Wow, mưa đi. Rồi, một con cừu nữa là xong nhiệm vụ rồi. Một dê chứ nhầm. Rồi. Lại 5 cây gỗ xanh. Ôi dồi ôi. Ủa, cháy. Cừu à. Tại ra. Má tổ sư phải đi dập lửa. Ôi dồi ôi. Kiều hắc ám. Chết rồi. Rồi. Ôi dồi ôi. Nữa. SOS rồi. Ô. SOS. Minh. Dập lửa Minh. Ôi trời. Ôi dồi ôi. Còn 2 phút. Này thì nước với tao này. Này thì cháy với tao này. Ôi dồi. Lửa này đi sao nổi? Cháy. Ấy, lửa đi qua là mất luôn kiểu ạ. Đấy. Đây là. Chặt cây anh ơi. Ơi, chặt lửa nào chặt cây nhỉ? Ui, tập trung chặt cây xanh của em ý. Đỏ ạ. À. Nó hết đi đã. Này. Trắng kia. Đây rồi. Ui, không kịp đâu. À, kịp. Một phút mà. À thôi, không kịp rồi. Té rồi. Nhảy qua bên kia lấy cái rìu, qua lại chặt cái cây trắng kìa. Ây da. Ui, không kịp đâu. Không luôn rồi, rồi. Hai cây xanh nữa là được rồi. Thoải mái đi. Đây, cây xanh đây. Ôi xong. Cây xanh đây. Cây trắng nữa. Đây. Một cây trắng nữa. Đây, chị vứt lại. Ai nhảy sang của chị đây. Đây, cầm cái cây đấy. Chị không nhảy được. Ok, lấy đi. Tèo. Bình nạc tổ số nghe rồi chơi. Một cây nữa. Lao liu này. Ui toàn cây xanh thôi. Đây này. Cây xanh này. Ui sao được một sao rồi. Cây xanh này. Đê à được. Được nổi một sao không? Không à không. Bực thế. Chưa được. Còn thiếu một tí nữa. Ôi trời ơi.
sao à? Dạ. Rồi. Không về đây còn nhỉ cỡ. Waifu có khác. Tay cầm lên từ nãy giờ xong lâu à, chơi trò đó thì mạng nó yếu, chơi mấy trò khác thì bình thường, ngộ đời. Chặt cây đi, để anh lấy luôn. Này, đặt này luôn. Đây, chặt cây đi, chặt cây, có cây chưa? Ôi giời, lít biết đó. Ôi ôi, tưởng chết. Ôi mày đây, vẫn kịp ném được cái khúc cây lên trên. Để tôi vứt ở đây nhá, ai nhảy sang bên đấy mà ấy đi, tôi không nhảy đâu. Thôi thôi. Tôi vận chuyển ở gỗ sang đấy. Ok, để em chịu trách nhiệm vứt gỗ cho. Ok, để anh chịu trách nhiệm đi, cho em vừa làm mất một công cờ. Có tay cầm nó không bọt lắm. Đấy, gỗ ở... Ai ơi! Bài anh. Bọt mà, bọt đấy. Ôi dồi ôi, dập lửa, chạy con kịp. Ở trên không có rìu. Rìu đâu? Đây này, gỗ này. Gỗ này, hai miếng gỗ đấy. Trời ơi. Này, ba miếng gỗ này. Má, từ từ đi tập lửa đã. À thôi. Rồi nhân tập rồi. Ê à, tránh ra. Cứ ném gỗ, cứ là sủi hâm đây. Mọi người cứ đừng, không phải nhảy sang đâu. Cứ nhặt gỗ đến đấy về anh ấy là được. Rồi, thế giờ xin nhờ anh về anh nhảy qua đấy lấy gỗ, lấy cục gỗ đi. Ôi trái. Thôi, đây mình chặt thì nhặt. Ấy chặt chứ. Cho mặt ạ. Ấy ạ. Ấy ạ. Đừng chết đi. Còn là lúc để đi lấy kiều. Đến giờ trái lấy kiều toàn tập trung vào gỗ thôi. Phương. Ừ. Thấy. Cứ vứt cái đây thôi, còn để anh ấy cho. Trái, Minh ơi, trái! Minh ơi, trái ơi! Thôi xong. Cái giếng nước ấy thôi. Rồi. Này, cháy với tao này. Cháy với tao này. À đùi. Dập nước đó, à dập lửa đó. Đứa nào dập lửa đấy? Rồi. Vứt ra. Đấy rồi, cháy gì nhiều này. Ok rồi. Cần thôi, không kịp mấy con kiều rồi. Trắng lên ấy chưa? Ôi rồi, gỗ trắng này. Nhiều gỗ lắm này. Về. Ok, là lúc để lấy kiều. Đi về ơi. Gỗ đấy. Xôi. Đấy rồi, trái. Gỗ lên sao được một sao. Này thì kêu. Chưa kịp dập lửa. Còn 2 phút được. Một sao là sẽ nhỏ. Đấy, bắt luôn kỳ quay lại. Chặt gỗ trắng đi mọi người ơi, chặt gỗ trắng đi. Đây em đang chặt gỗ trắng. Gỗ xanh nhầm. Đây, gỗ xanh đây. Đấy. Mang về đi bà con. Vứt vào đây. Nhặt gỗ. Úi giời. Nhặt được. Không ai gỗ trắng go brr brr. Đủ cái em chặt gỗ trắng. Giật lại. Thế
tí. Ôi dồi ôi. Mà đúng là không có tay cầm chơi. Khó thật, điều hướng khó. Thật. À. Ông mình là quen. Thôi. Loại gỗ xanh này. Kìa, thiếu một cây gỗ trắng nữa thôi. Gỗ trắng thì lấy ở nhà thôi. Oh shit. Mới không để ý thằng nhân vật cái chết à. Ôi, mua sao rồi. Okay. Thế an tâm rồi, Aquaman rồi. Rồi. Để kiếm sao nữa lâu lắm thôi, để con cái tay nó nghỉ ngơi. Ô, thiếu một gỗ xanh nữa kìa. Còn người vứt con dê đi. Test còn mày mạng muốn như nào, mạng cây thế nha. Ô, bây giờ em không cấm gì à? Bây giờ bỏ bố kiều đi, cứ đi chặt gỗ trắng với gỗ xanh vừa ấy. Tại vì nó lại spawn lại mày. Nó phải, nó tùy map nữa, map có map thì thấy là vứt kiều rất là dễ. Ha, kiểu nó chặn đường luôn rồi. Ui. Ui ui ui. Ok, 300 điểm. You sneaky lumberjack. Ok, nào, nào. Ôi. Mặt vênh lên à, mặt vênh lên à. Shit ngay. Cái con dấu kia. What the hell? Hết à? Hết rồi! Hết màn rồi! Đến Hawaii, Indino, xong ARK rồi nè, một đống đất này. Forest vs. Hawaii. How to Hawaii. Xong rồi nha, rồi chúng ta phóng qua đây. Đây ạ. À, đây là vô suất. Hawaii đi nua được cả. Ôi ôi. Unit cái gì store ấy. Ok. Ai cần phải mua DLC. Đây đúng không? Đây. Crash đây. Ơi, lúc nãy là cái gì? Forest. Lúc nãy là Forest rừng. Còn bây giờ Asia nhìn thấy Trung Quốc chưa? Thấy map Trung Quốc chưa? Chinh choang quá. Ôi vào luôn. Chinh choang. Úi giời. Thôi. Cái này là dễ nhờ, nông dân phong cách cướp biển. Bèn ngòm là cho nó bố đời. Ai là Ganpuku. Tàu khựa rồi. À. Big ba, Big Pandas. À. Mình phải lấy tre dụ nó mới được. Chúc. Mình phải lấy tre dụ nó, còn mấy chúc. Con bé thì mình bế về được. Thì lại chúc. Chúc. Chặt chúc à? Mày. Mình đâu ấy nhỉ? Chặt đấy. Ở đây chặt mình ở đen. Đã nhìn thấy cái dịu à, dịu đây. Oh shit. Dịu xịn đấy. Chỉ phương ra đen. Oh shit, phải lấy roi. Nhìn đây, chúc đây rồi. Này. Đây, mang chúc. Ui. Về đi bà con. Làm câu đi anh nào. Anh nhé, anh ném cái để làm câu đi. Làm câu đi, đây chúc đây này, một đống này. Chúc đi. Mặc đồ đình này. Vứt. Đi. Ghê vậy. On the lip, village dog. Ôi. Dù ai con to, Về đâu, đây, tránh đường cho nó. Đây, trốn đây chị. Tránh đường cho nó đã. Đây. Nó hút mẹ. Rồi, mấy con bé thì bế về thôi. Giờ chúc chỉ để ấy thôi à? Chúc để dụ con to chị ơi. Dụ với cả cho vào cái xưởng gỗ ấy. Cái xưởng gỗ thế này này. Ờ, xưởng gỗ đâu? Thế này này. Ờ, 1/8 kìa. Tránh ra. Để cho mấy con gấu trúc nó bắt cái là hỏng đấy. Xưởng gỗ đây đúng không? Rồi. Lua. Chúc con đấy rồi. Lua đấy, lua chị lua một đống chúc con này. Tránh này, đi vào. Đi vào cổ trượng.
Lùa rồi. Lùa rồi đấy. Chặt chút, chặt chút, chặt chút. Trời thấy trời gió gió cái chuẩn bị nước ngay. Chặt chút, chặt chút. Thấy được chưa? Ôi, báo báo báo. Đừng nháy à. Báo. Nè, con to quay lại đây em ơi. Quay lại đây em ơi. Lùa hai con to nha anh chị ạ. Hai con to được 50 điểm rồi. Còn hai cái chút nữa. Hai cái chút nữa. Con đừng lip. Tránh ra. Một chút nữa thôi. Rồi, ok. Rồi, anh ơi, mang rồi. Cái chút kia cho lùa, lùa, nó lùa, đi. Lùa, một đống này. Lùa, này. Vệ. Về chuồng, bố nháo, quen. Chặt cây đầu quá. Ê. Đấy, lùa hai con to này, còn nhớ nhanh không? Hai con to này được 50 điểm luôn. Trời ơi. Ui, dễ quá, chơi giáp được 3 sao, ui, easy quá. Đầu nó thế thôi. Lùa. Mấy bàn thảo nó cũng như thế này thôi. Lùa, con này vào, đi vào ngay. Đi vào, à chết rồi, sếp nó lại chạy ngược lại. Ôi dồi, chạy, Đang lùa. Thấy lửa cái, chúng nó đều đi đâu, chắc thế. Cho con gấu chết cháy. Ui chết cháy thật kìa. Mình toàn spawn đúng chỗ đang cháy á. Này thì cháy với tao này. Chết được không? Cháy rồi. Thôi chơi gì nữa, 3 sao rồi. À nhỉ, thôi tự nhiên chơi, tự nhiên bước cỏ thôi. Mấy màn đầu dễ mà. Chết mẹ, rộn tổ chức. Toàn kiểu gì, emote, emote kiểu đứa gì đây. Nó còn đẩy mình đi. Easy. Ê, ôi. Ôi, thế này khác gì em gái waifu đang bị mấy thằng. Mình đấy đúng rồi, lấy cái đấy che mặt nào. Ui, không che được đâu. Đấy, lấy cái sao ấy. Mày cũng thành ra ba đứa che chồng. Làm điều ác thì thường. Khó thật. Oh, waifu ở đây. Rồi, cứ đèn ngòm cho nó đỡ bị sét đánh. Ôi, hình như em thấy em nhớ là thế nhờ. Lửa dễ bắt ở màu đen đó. Quên tại đi. Màu đen đó. À, gạt cần biết rồi, gạt cần thì khó chết đi được. Một đứa phải có người gạt cần rồi. Có thằng gạt, nhưng mà team này không có đây, thằng nào đấy đâu. Thật đúng rồi. Không team work với phất. Lùa bọn này vào đây. Ơ, gì ở đâu nhỉ? Oh shit. Gạt đi. Gì ở đâu nhỉ? Gì ở đây này, vàng khóe đây này. À đây. Chị Phương nhìn cũng bắt kiều đi em, đứng gạt cho. Đây gấu anh ạ. Hey. À chết bắt gấu. Ây à. Một đống chút làm này. Sao mà để làm sao mà phải lùa hết bọn này vào ấy. Đống chút này. Lùa hết bọn này vào cái đống kia xong anh gạt một phát lên luôn. Mọi người trên bắt. Đứng ở dưới đấy nha, chị vứt chút xuống này. Em chỉnh cái mic của em bé xuống á. Để chết mẹ vứt mẹ ra ngoài. Chỉnh khó quá. Này, ơ, chỗ này là để gấu à, chết cha. Vứt, không phải mang, để vứt chút xuống. Sao mà phải nhảy? Ôi anh ơi, anh em chưa lấy ấy. Đấy, vứt chút xuống rồi đấy. Oh the lip really dog. Oh shit, trời mưa. Còn 3 chút nữa kìa. Ái ố, đứng. Nguy hiểm lắm. Ôi chết rồi, đang không muốn xuống. Ôi rồi trái. Anh ơi, gạt cần để em lên lấy nước. Khó thế nhỉ. Ui. Đẹp. Ê, đẹp nào. Chúc mặc đồ đinh này. Chúc xin chúc mặc đồ đinh này. Úi dồi ôi, xịn. Phải 8 chút nữa kìa. Úi dồi, cháy. Quá đi. Em bị kẹt rồi. Chỗ này em chạy lên cũng chết, chạy xuống cũng chết. Đây, vứt chút xuống đấy. Ôi, chết cháy rồi. Ôi ôi, chút cháy. Ôi ôi, cháy. À thôi, không cháy nữa. Ôi dồi.
Còn một chút, ủa khó thế. Nóng như thanh hóa. Chết chà. Kéo lên nhiều. Cứu cho. Bứt. Kéo lên, kéo lên. Chặt cơ ơi. Thôi đi 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 lối kia cho nhanh. Ai ôi, con sủi nó quật mình ngã hết ra đây. Vứt chút ra đi, vứt chút ra đi, vứt chút ra đi. Ôi vai cướp mấy con này ăn hết cả chút ạ. Vứt chút ra, một đứa đứng ở đây chỉ vứt chút ra thôi. Đứng ở đây chỉ có là bắt cừu thôi. À bắt gấu chứ nhầm. À, thay nhau chặt cây đi. Ê go, chinh chong bear, đi ở đâu? Ở đây. Rồi, một sao, ít nhất cũng được một sao. Ok. Thiếu đúng với hai con gấu. Khó nhỉ. Mẹ càng mới có map thứ... À, bàn thứ hai của map 2. Ôi ôi, chết con gấu này, che mặt quá. Một. Mẹ ghét tí nhờ. Lúc này em cũng là nhân vật chính lúc cho ảnh. Đằng ấy lôi con gấu đi. Bài phù sinh. Ôi sao mỗi lần vào toàn bị đổi qua thanh nhân da đen nhỉ. Anh trăm điểm mới được 2 sao. Rồi. Cái gì đây? Baby gì Panda đây? Baby Panda à. À, mình bế cái xong mình lùa được mấy con khác đi theo cùng. Tương nguy, easy. Ok. Đấy chính là map thôi. Ồ, oh, mình ở đâu này? Ôi dồi. Oh. Ông vàng là ông nào kia? Chặt cây ông làm cầu kìa. Chúc đây, chúc à, đây. Rồi em đẩy đẩy đống này vào đây. Xong là thanh nào đứng nguyên dưới gạt cần gạt đi. Chúc đây, chúc. Ê. Đây, chúc đây, chúc đây. Ê. Ôi, ai gạt cần gạt hộ em cái. Chúc đây. Đi cơ. Đấy. Cần gạt đấy. Rồi xong gạt xuống đi để cho mấy con cừu nó xuống. À không, mấy con gấu. Chịu trách nhiệm chặt cây. Quay lại, okay. Quay vào. Ok. Đi với gấu này. Bắn. Ôi. Ôi 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 ôi. Hạ xuống. Hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Trời, không điểm. Chết chết rồi. Chết thật. Mất gần 1 phút, không điểm ạ. Ôi ôi, để em đuổi hết mấy con gấu này ra đã. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Ra mấy con gấu này. Thôi, để dụ được một con về được. Nguy hiểm quá. Rồi. Phải có người trên lùa của gấu vào cái chỗ kia rồi, để em lên cho. Lên. Đấy đi em. Gạt. Ok. Bây giờ lùa mấy con điên này xuống. Thế khó nhất đấy là việc chuyển gỗ lên kia. Còn chuyển cừu xuống dưới gì. Xuống đây. À. Rồi giờ bế, cứ bế một con xong là đuổi chúng nó về theo. Ơi con này nó kẹt rồi kìa, nó đéo em nghe. Nó không chặn mình. Đi. Quay về. Bắn về. Đấy, tôi vứt xuống đấy. Úi ôi, còn một con nữa. Tôi vứt xuống đấy. Ôi, một sao, easy. Kiểu thành đại vứt xuống vậy. Bây giờ chặt chặt cả anh đi kia. Vứt xuống. Ui ui. Nào con gấu to. Vứt xuống. Ai ra? Hy sinh về đại cục vừa rồi. Ô cái con to. À thôi thì thà chơi cái kiểu gọi là thà chơi cái kiểu gọi là gì nhỉ? Đấy gấu không đáp xuống dưới cho nhanh. Thì đấy, từ nãy giờ tôi cũng bảo là thích kiểu thành đại mà. Gấu chứ. Hì hì. Ê gấu to đi theo tao. Chết mẹ rơi mẹ xuống. Ôi ôi. Đây không sao không sao không sao. Oh shit. Một con gấu to được 50 điểm luôn này. Cho lên cái. Ôi rồi tí nữa thì chết. Xuống này khu. Không kịp ơi, toàn mèo cứu vừa cái này. Cái con to đấy cứ chặn đường. Ủa, không sao, một sao rưỡi.
chém cái con lợn béo à quên con đúng chút. Wow, bộ của ông kia trông ngon hết. Phôi, còn gì em cũng xinh rồi. Thấy chưa? Cool. Ồ, waifu mới. Ồ, ăn lắm. Cái này thì là waifu. Được. Hờ lách rồi. Gallery kìa, bảo xem rồi. Lách đâu rồi. Một ông cao hơn, một ông đùn hơn nữa nào. Dạ. Phải lách ngay. Mỗi ông một màu. Một ta. Khi chỉnh lại setting. Úi rồi. Từ cho chị chỉnh lại. À, bên Trung Quốc có hoa anh đào á. Xuống này. Left này. Right này. Úi rồi, giờ chị mới chỉnh ạ, chứ em là chỉnh thành ADW từ Enter luôn. Không, chơi chị chỉnh gì? Là ADW rồi nhưng mà chị chỉnh lại. Ơ, à, chặt cây ở đâu ấy nhỉ? Ơ, chưa đâu nhập. Cây đấy là cây background thôi, không chặt được đâu. Đúng rồi. Đặt hai cái cây hồng cái này. Ái ra. Rồi xây cầu ở giữa đi cho gì. Chặt cơ. Ôi ơi. À đây, bên này có cây trúc mà em thế mà không được. Có cây trúc phải dụ con to ấy em. Yeah. Đây, để anh lấy cây trúc anh dụ con to. Chặt cây không khác gì chặt người. Lùa bắn ạ. Ờ, để em dụ con to này, con to là mấy con to này nó tự dụ mấy con bé. Lùa. Không, em không nghĩ mấy con bé nó chạy theo mấy con to đâu. Vứt vào đây. Ôi, map không cần dùng trúc để thông nhiệm vụ, chết. Không, phải chặt hai cây hồng đấy cơ. Hai cây đào, nhanh lên, thấy chưa? Ồ, đây cây đào á, em tưởng hoa anh đào. Ôi, đứa. Tới từ mấy giờ? Em chỉ dụ hai con to thôi. Dụ hai con to là được 5 rồi, 5 sao rồi, à là 50 tiền rồi. Từ từ khát nước ạ. Vâng. Ôi rồi. Vào. Ôi, một sao rồi, easy Game Boy. Này thì gấu này. Vào. Không có con to rồi. Vào. Không cần đến to rồi, mấy con to rồi vô dụng. Hai cây kìa, chặt quá, chặt cây không? Đây, em đang... Đâu thì em tuổi mấy con này về nào. Đuổi. Láo. Đi đấy, rồi. Bắt đi, bên này bắt. Người láo. Vào. Em đang cây hoa anh đào là cây dễ xong nhất nè. Cây hoa anh đào cần hai cây. Bây giờ toàn chặt cây thôi. Em tưởng là chặt chúng đứa nào ấy. Tôi với ai? À chết. Dạ. Này thì ok. Oh. Gấu này. Tám cây trúc cố lên. Ui dễ dàng. Đây, trúc. Ui map này dễ. Trúc đây, cố lên. Map này không cầy cầu kia không phải nhảy là dễ rồi. Đây một đống trúc đây. To. Này thì à, 4 cái nữa cơ, 4 cái 4 cây trúc nó mới được. Đấy lùa con này, hai con là vào là được rồi. Chặt cây như chặt người. Còn hai cho mày chặt. Hai cho mày chặt xong luôn. Còn kìa bạn, đi bạn. Đúng rồi, hai cây trúc nữa là xong nhiệm vụ trúc rồi. Đây, trúc. Trúc xin trúc bọc đồ đinh đây. Nội xong rồi. Tụ hai con gấu to. Đây, hai con này vào. Chết rồi, không có trúc. Thế quá đơn giản. Đây, thu, ra đây. Đúng rồi. Anh cho ăn trúc. Đi, thôi.
Đã okay. Sao? Thôi vậy. Nhặt mỗi người nhặt nốt ba con ấy chị ơi, nhặt nốt ba con gấu con. À năm con gấu con. Ba con nhặt hối. Tay, nhặt tay luôn. Mình đâu nhỉ? Nhặt tay chị đang bơi từ nước kìa. Ờ đây đây đây. Rồi ok xong. Ui xịn sò ơi. Toàn cao thủ cái này hỏng. Hát này dễ. Lê 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 lê. Ôi từ từ. Từ 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 từ. Cẩn thận ba đứa trẻ. Ôi rồi. Ôi. Trời ơi. Biết bay mà. Dễ mà. Thôi khổ. Sư. Rồi chắc chơi hết map Trung Quốc này là mỏi tay lắm rồi. Chơi tay cầm không có gì cả. Tay cầm là dở rồi. Anh phải chơi bằng cho nó, anh phải chơi bằng bàn phím cho nó hardcore. Ô con khỉ nào đây? Ô con khỉ này đấy. Ơ chắc con khỉ này nó lấy đồ ra đáp em này. Ờ chặt cây đã làm cầu đã. Dìu đâu, dìu đâu, dìu đâu. Ờ, ờ. Đây, dìu đây. Ờ, đáp xuống bước luôn nào. Dìu như ít hay sao ấy nhỉ? Đây, dìu một đống rồi á. Em thấy tận 3 dìu đấy, nhưng mà mấy con khỉ nó tránh dìu. Ờ, con, mấy con khỉ nó lấy mất dìu rồi. Cái rồi, vậy nó đáp em. Rồi, xong cầu rồi, xong cầu rồi. Ôi rồi. Hai cầu. Má cầm, dìu chặt mấy con khỉ mới được. Ơ, nó ném. Ôi rồi. Mẹ ma phải khó rồi. Vơ item của mình. Khỉ với tao này. Khỉ này. Láo liếu. Mẹ đi mấy cầu này nhà này. Không. Ok. Mấy cầu này nó lên. Ôi xôi ôi. Chặt cây như chặt người. Ôi. Chúc này. Từ gỗ đâu nhờ. À đây này thì đơn giản thôi. Bắt đầu từ đoạn này đơn giản rồi. Mà không. Trông đơn giản đấy. YouTube. Vẫn còn phải qua bên kia chặt cây đào. Mà bên đấy toàn khỉ. Dồn đi con này ra đây. Ra đi, ơ kìa. Này đi. Béo quá. Ôi, qua đi hộ em nhặt mấy cây anh đào nào. Mấy cây đào chứ nhầm. Đâu rồi, tôi đâu rồi, quay em. Ôi xôi ôi. Cháy câu. Ôi thôi, rơi vực. Đây, giếng ở đây này. Ok. Chắc để rơi không? Từ từ. Ai xanh áo xanh để em dồn mấy con gấu con này về. Áo xanh là ai đây? Xanh lá cây là Minh. Xanh lá cây. Xanh lá cây là Minh. Để anh dồn mấy con ấy này về, gấu này về đấy. Để cứ đứng chắn thế này chết. Anh nên nhớ em là waifu áo xanh ở biển nhé. Mình đi hướng kia. Oh shit. Mình đi hướng kia. Đợi anh Việt Anh dồn con kia về đã. Tuấn ơi, giúp team đi Tuấn ơi, giúp team đi. Đây đây, để nó dồn. Tuấn ơi. Tuấn ơi, giúp team đi. Con chó kia, con đừng. Còn khỉ hiền nhá. Cây với tao này, cây với tao này. Ôi ôi, chạy. Mình mà cầm cái khúc gỗ thì phải lựa dồn con to nó về. Chứ lại cứ nhảy lung tung. Đi hết. Em lựa rồi. Làm nhiệm vụ chặt cây đào đâu. Khó ai ai. Ồ, chặt được cái cây nào mấy con lợn này nó ăn hết ạ. For the leaf village đó. Đi vào. Này thì láo này, lầy thì láo này. Chặt cây còn hơn cả chặt người thế này đi. Nhanh. Ôi. Ôi quên. Đó rồi, bão. Ôi, bão mới tốt, bão thì không có mấy con khỉ. Bão rồi, cháy rồi. Tránh ra con này, mấy con này tránh ra. Cái ôi. Nhìn nó lòng lại cái gì chả. Đi sợt. Cố lên. Không sao được, một sao rồi, sao được thêm một sao nữa rồi. Cố lên.
Ái lô. Lùa mấy con kia vào, chỉ cần hai con. Một con nữa, một con nữa. Một con gấu nhỏ nữa. Một con gấu nhỏ nữa. Đủ rồi. Oh shit, đã được hai sao, đã được lên hai sao đâu. Ừ, đã được hai sao đâu, hai con gấu nhỏ là được rồi. Không cần hai cây trúc nữa được. Cái gấu to, hai cây to, gấu to. Đây này. À ừ. Hai gấu to không phải hai gấu nhỏ. Được hai sao rồi. Rồi ok, máy quát kịp hai sao. Amazing rồi. Amazing. Chụp. Hero nó ngồi nãy giờ nó không có làm gì hết à. Đinh đong đinh đong. Ê. Nó ở nhà để em thích chụp. Nghe mà, nó thích nghe. Trong nghe kính ha. Thôi. Xung quanh toàn nhân vật phụ cái này. Việt Anh còn nhảy cấm luôn. Có đứa mình gái nó đòi mình không đúng không chứ tippy kìa. Nhân vật này được đây, được đây. Nhật bổn, Nhật bổn. Nhật bổn. Chế độ PVP kìa. Ờ, có chế độ New Level PVP Game Mode. Chế độ là không chơi. PVP là gì? PVP là hình như ai nhanh hơn hả? PVP là player versus player ấy. Hai kiểu chia team ra hay là mỗi thằng một đội đập nhau. Kiểu thằng nào quất được nhiều kill hơn thằng đấy. Oh, từ từ. Tí thì chết, chọn nhầm waifu hỏng. Con của mình là cái nó mắc cười ha. Mặt nó phải đứng nó phải. Úi xôi. Mình ở dưới, tôi chặt cây. Philip đó. Tôi chặt cây, tránh ra, tôi chặt cây. Ôi tôi chết. Thì chỉ chặt đi. Giờ em còn đang phải tìm, bận tìm đường lên trên. Cái này không phải xây cầu đúng không? Vâng, không có chỗ nào xây hết. Úi dồi ôi, cây hoa anh đào Sakura. Em vừa chặt ai đi xuống ấy, chả biết nữa, kệ đi. Anh ơi. Ôi, nhảy. Ôi. Hỏng quá. Này. Để em nhiệm vụ bắt kill cho. Ôi. Cái nhiệm vụ chặt hoa anh đào dễ nhất, chặt hai cây là xong. Mà hai cây lúc nào nó cũng mọc ngay cạnh nhau. Đó, một con gấu trúc. 5 cây trúc. Ôi, nhiệm vụ 5 cây trúc được không? Không làm nổi đấy. Vâng đó. Giúp team đi. Em đang tập trung. Em vừa mới giúp team xong, em vừa mới làm được cái gì ấy nhỉ? Cái gì? Yeah. Này thì cái này không lùa được. Nếu mà cái bậc này không lùa được. Trái. Đấy, bé không lùa được, chỉ có bắt từng con thôi. Bắt từng con thôi. Này thì ôi ôi. À cái gì? Đã chặt cây. Mình tôi cứ đặt ở đấy nhỉ. Mình đâu nhỉ? Ở đây rồi. Ai ơi. Nói chung là em luôn luôn nhớ em là thằng gấu xanh nước biển. Ôi đã. Tôi tập trung gấu trúc. Vớt vào. Ôi. Ơi làm nhiệm vụ chặt cây đào dễ. Đi. Đâu phải lúc nào nó cũng được nhiệm vụ đấy đâu. Dạ, yeah, đang có được mà anh ơi. Làm ngay, làm ngay. Tôi quen tay nhiệm vụ của gấu trúc rồi. Em bắt gấu để cho hai anh em kia thật cây. Ui, à, cẩn thận, anh chạy qua cho em là em chạy anh ấy. Anh cháy kìa. Ôi, cháy. Oh shit. Ôi chưa chết này, để nó chưa chết. Chưa chết rồi. Nhưng mà nước ở đâu để dập vậy? À đây. Đây. Này chảy với tao này. Chảy với tao này. Ok hết rồi. Có kỳ gì kia hết. À đâu có khỉ đâu, à có thật. Ở ngay cây cầu. À đám quá. Một trên sáu con. Oh shit, quên mất không làm nhiệm vụ chặt cây đào. Rồi, nào nhiệm vụ chặt cây đào cũng hỏng rồi.
cổng gì nó lại sao bao lại rồi kìa. Ô tiếp đi anh được cây rồi tiếp đi. Ơ gỗ đây à, tôi vẫn đang cần mẫn một con gấu trúc nữa thôi. Ai đu con khỉ. Một con gấu trúc đây. Cái gì ở đâu nhỉ? À đây. Tí am nhảy lên, am coming. Rồi. Ấy, sao thắt được ba sao kìa? Sao được ba sao kìa? Đề. Hai hai cái màu hồng nữa, hai cái màu hồng nữa. Không cần lo. Kịp, kịp chưa? Một cái hồng. Chuyển thêm một cây khoai đào ra nữa rồi. Đây. Chặt ngay. Kịp không? Một giây hết rồi, không kịp rồi. À thôi. Em nhảy xuống dưới đấy chứ. Đấy là đau huyết cả. Chỉ ở đây chơi con Ruby bèn đi buồn cười quá. Đấy ra. Ui chết đi. Hai cái bàn đi cho cái bà mắm, hơi chán. Ờ. Đấy rồi. Huy này là nó cũng đách cho nhiều. Mà bật tiêu đó có mấy mắt. Mình phải ra chụp với anh kia. Qua xem nó có dài thế. À từ từ ra ngoài này thì lại biến thành cừu. Đòi câu mấy sao? 20 sao. Ui giời. 7 sao. Bây giờ mình mới có 12 sao. 1 2 7 sao 3, thì 3 3 map. Vậy là phải có 1 map được 3 sao. Ờ. Rồi có 1 map được 3 sao. Đâu. Bên này mình được 1 map 3 sao mà nhờ. 3 map phải được 8 sao thì mỗi map ít nhất là 1 2 map 2 sao, 1 map về 3 sao. 2 map 3 sao. Ờ 2 map 3 sao. Ui giời. Kéo để lại đúng rồi. 2 map 3 sao. Nghỉ. Đi ngủ đi ngủ. Đây, ở đây hai mình bị 2 map này có 1 sao này. Bảo sao? Vì 2 map 1 sao. Thật. Giờ khó lắm. Thôi mọi người chơi được không? Chị bắt đầu hơi mệt mệt. Hơi mỏi tay ấy. Ai, có ai thay không? Có ai thay không? À, tên F4. Có ai thay không? Không, không ai thay đâu.